Chương 541, người máu. Tiêu Phàm dù lợi hại hơn nữa, hắn cũng là người, không phải thần. Trang viên ma cư giờ phút này, ở trong mắt Tiêu Phàm, so với khi hắn lần đầu tiến xâm nhập vào trước đó vài ngày, rõ ràng có khác biệt, sát khí vô hình phóng lên cao, bao phủ toàn bộ trang viên trong đó, tuy rằng nhìn không thấy, sờ không được, nhưng lại có thể cảm nhận được rõ ràng. Loại sát khí vô hình này, thậm chí đã đang áp chế lực thần niệm của hắn thấy tiêu phàm dừng bước không đi, Zino không khỏi có vài phần sốt ruột, không kìm nổi thúc dục. Tiêu tiên sinh, chúng ta cần nhanh hơn một chút mới được. Nếu không, tôi lo cơ tiểu thư sẽ gặp nguy hiểm. Vậy sao? Ánh mắt của tiêu phàm quét mạnh qua, lấp lánh, sáng rực. Zino không kìm lòng nổi mà quay đầu tránh, ngượng ngùng cười, nói. Tiêu tiên sinh, tôi là có ý tốt. Nếu chẳng may cơ tiểu thư xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy cũng không tốt, cơ tiểu thư thật là xinh đẹp. Một câu cuối cùng này, cũng là câu từ tận đáy lòng. Dù ở sâu trong nội tâm y có căm hận tiêu phàm và bạn gái hắn bao nhiêu, nhưng không thừa nhận cũng không được, cơ khinh xa thật sự là cô gái xinh đẹp quyến rũ nhất mà cả đời này y từng gặp. Trước đó, Gino nằm mơ cũng không nghĩ ra, một người con gái có thể làm mê hoặc đến như vậy. Những lời này lập tức có tác dụng, tiêu phàm không nói một lời nào, lại lần nữa tiến về phía trước. Xinô cười thầm trong lòng, tiểu tử, bạn gái tốt như vậy một mình đứng trong trang viên, ta không tin ngươi không lo lắng. Audio điện tử võ tấn bền rất nhanh, hai người một trước một sau đi vào trong trang viên ma cưu, trực tiếp đi thẳng vào cửa chính. Xinô vẻ mặt kiêu ngạo nhìn nơi đó, bảo vệ ngoài thành của trang viên liền mở cửa thành liên tục không ngừng, không ai nghi ngờ thân phận của Tiêu Phàm người mà đại hàng đầu sư Xinô đích thân dẫn vào chẳng lẽ còn phải hoài nghi sao? Trở lại trốn cũ, so với lần đầu tiên xâm nhập trang viên ma cưu, càng dễ dàng hơn. Có Gino ở phía trước dẫn đường, dọc đường đi tiêu phàm không hề gặp bất kỳ trở ngại nào, mọi người đều làm như không thấy đối với bọn họ. Nếu như muốn dụ tiêu phàm mắc mưu, như vậy trò này diễn phải càng thật càng tốt. Tiêu phàm cứ như vậy không nhanh không chậm theo sát phía sau Gino đi về phía trước, nét mặt rừng rưng, không một chút ý lo lắng khẩn trương, dường như nơi hắn đi vào không phải là trang viên của đệ nhất hàng đầu sư nước Đan Mạn, mà là đang đi dạo chơi trong tiết thanh minh. Không giống với sự thản nhiên của tiêu phàm, trong thạch trận nội thành trang viên, không khí càng thêm quỷ dị. Tiếng kêu thảm thiết của người thanh niên trẻ đột nhiên dừng lại, đầu nghiêng về một bên, không có thêm nửa tiếng thở, nếu không phải ngực còn có tiếng phập phồng rất nhỏ, thì không khác gì so với người chết cũng. Những khói đen bao vây anh ta sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ là hai đầu lông mày xuất hiện một khí đen dày đặc. Tiếng ma cưu niệm chú càng nhanh hơn, pháp khí bên tay phải dơ cao, khẽ cắt vào cổ tay bên trái, một ít máu chảy ra. Ma cưu gảy nhẹ, máu bay đi, dừng giữa ấn đường của người thanh niên trẻ. Ánh sáng màu đỏ chợt lóe lên. Máu tươi trong nháy mắt liền bị hấp thu sạch. Ngay sau đó, giữa ấn đường của chàng trai trẻ xuất hiện một điểm đỏ tươi, cảm giác như chán anh ta bỗng nhiên có một cái hố. Thế nhưng điều kỳ lạ là trong cái hố này máu tươi không hề phun ra, chỉ có một vật đỏ tươi gì đó chậm chậm từ trong hố hiện ra, dường như trên trán mọc lên một cái sừng nhọn màu đỏ. Vô cùng quỷ dị. tơ khinh xa không chấp mắt nhìn chiếc sừng nhọn màu đỏ dài ra trên trán người thanh niên. Chiếc sừng nhọn này nhanh chóng đổi thành hình tròn, trong khoảnh khắc, liền biến thành một cái đầu đàn ông, một khuôn mặt hiện ra rõ ràng, và gần như giống hệt người thanh niên trẻ kia, chỉ có điều cái đầu không lớn lắm, không có tóc, trên đầu máu tươi đầm đìa, nhưng lại không hề nhỏ xuống dưới. Máu đỏ tươi vẫn đang không ngừng tuôn ra từ cái hố trên trán người thanh niên trẻ, rất nhanh ngưng kết thành thân thể của một người đàn ông, tứ chi, giống như quá trình thai nhi mới chào đời. Không chỉ cơ khinh xa tròn mắt chăm chú nhìn kẻ được ngưng kết từ máu đông mà thành này, sắc mặt ma cư cũng trở nên cực kỳ hồi hộp, tiếng chú ngữ trong miệng liên tục không ngừng, hai mắt sáng ngời, nhìn thẳng tên người máu, hai mí mắt không chớp lấy một cái nam thanh niên ngơ ngác đứng ở dưới cột đá, sắc mặt sớm đã trắng bệch như tờ giấy, hai mắt trắng dã, tiếng đập rất nhỏ nơi ngực cũng không nghe rõ, dường như đã nứt hơi toi mạng. Kẻ tiểu nhân cả người do máu ngưng kết mà thành này, lại ngửi không thấy một chút mùi máu tanh, cơ khinh xa chỉ có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhẹ từ trên người nó. Hai mắt tiểu nhân run run không ngừng, dường như đang dốc toàn lực muốn mở ra. Đi! Ma cưu lại hét lớn một tiếng, ngón tay gảy nhẹ, giọt máu thứ hai bắn nhanh ra, chui vào bên trong thiên linh người máu. Một tiếng khóc nỉ non, vô cùng kỳ dị chợt vang lên, hai mắt của người máu mở mạnh ra, mắt tràn đầy màu máu, có thể phân biệt rõ hình dáng của lòng trắng và nhãn cầu. Nhìn ra được, ánh mắt của nó ngay từ đầu rất ngỡ ngàng, nhưng trong thời gian rất ngắn liền trở nên chấn tĩnh linh hoạt, rất nhanh liền nhìn về phía ma cư. Đến, ma cư hồi hộp trừng thẳng người máu, giơ tay trái, khẽ ngoác ngón tay về phía nó, mặt đầy tính toán, so với thói quen điềm tính tự nhiên của ông ta, thì khác một trời một vực. Rất nhanh, trong mắt người máu liền hiện lên ý kinh sợ, tựa hồ như vô cùng sợ ma cưu. Dùng sức giấy ruộng, muốn thoát khỏi sự ràng buộc của người thanh niên trẻ, như muốn trốn chạy. Ma cưu, hừ, lạnh một tiếng, nháy mắt mặt lạnh như xương, tay trái nắm lại thành quyền, hư không tóm chặt lấy người máu. Một lực lớn vô hình, nháy mắt đã bao phủ nó tay trái của ma cư hơi kéo về sau một chút, mặc cho người máu kêu hét, dãy ruộng thế nào đều vô ích. Vù, một tiếng, người máu rốt cục thoát khỏi sự ràng buộc của người thanh niên trẻ, nhanh như chớp lao về phía ma cư. Giữa đường, nó còn cố vùng vẫy lần cuối, liều mạng dãy ruộng, cũng không hề có tác dụng. Ma cư há to miệng, bộ ngực cao phồng lên, hút mạnh khí vào bên trong. Một tiếng kêu thê lương, người máu liền bị ma cư hút trọn vào trong miệng, thoát cái liền không còn thấy bóng dáng toàn mặt ma cừu bỗng chốc liền biến thành đỏ như máu, dường như trong mạch máu nháy mắt có vô số máu tươi, bất cứ lúc nào cũng đều có thể phá tan huyết quản của ông ta mà bắn ra. Ma cừu khó chịu, hừ, một tiếng, ngồi phịch xuống đất, khoanh gối lại, tay trái nắm thành quyền, tay phải khua pháp khí, miệng không ngừng niệm chú, bắt đầu trấn áp người máu bị chính ông ta hút vào. Thánh thuyền, phía sau ma cưu lại một lần nữa sôi lên. Từng đợt xương nhẹ nhẹ nhanh chóng từ trong đó tràn ra, chui vào trong cơ thể ông ta. Cơ khinh sa nhìn thấy rất rõ ràng, dưới da của ma cư có một cái gì đó nhô lên, chạy rất nhanh, hình như đang tận lực muốn phá tan gông cùng xiềng xích để thoát ra. Mặc dù xương đen đang liên tục không ngừng nhập vào cơ thể ma cư, nhưng một chút cũng không thể áp chế được thứ nhô lên này, tốc độ chạy càng lúc càng nhanh, sắc mặt của ma cư cũng càng ngày càng đau đớn. Thế nhưng trong khoảnh khắc, giọt mồ hôi to như hạt đậu liền từ trên trán ông ta lăn xuống. Ma cư cắn chặt răng, tận lực ngăn lại. Lại vào ngay lúc này, ở trung tâm, thánh thuyền, vốn đang yên lặng bất động, đóa hoa hồng nở rộ khẽ lay động theo làn gió, một luồng tinh khí bay lên, lặng lẽ bay về phía ông ta. Ma cưu lập tức hơi mở miệng, hút những tinh khí này vào, ngay sau đó, giống như cành liễu thoáng bất định trong gió, ông ta lập tức liền ổn định thân hình, mồ hôi lăn tăn trên trán cũng mất dần, vật nhô dưới ra đó, dường như đã hao hết khí lực, rốt cục cũng yên tĩnh trở lại con người của cơ khinh xa hơi khép lại. Ma Cư vẫn yên lặng ngồi ở đó, tựa hồ như chưa hề phát sinh bất kỳ biến hóa gì, nhưng cơ khinh xa rõ ràng đã cảm nhận được gì đó khác biệt. Ma cưu trước mặt, so với lúc trước, hơi thở như mạnh hơn một chút. Phen, quần chiến, kịch liệt vừa rồi này, chẳng những không khiến ông ta tiêu hao thần khí, ngược lại làm cho sắc mặt ông ta càng thêm hồng hào. Tất cả những điều này, đều từ luồng tinh khí của xích viêm thảo linh dược đất trời này quả nhiên không giống bình thường, chỉ một luồng tinh khí liền có hiệu quả kinh người như vậy, khó trách có thể cải tử hoàn sinh, hành sự ngược đời. Ha ha, ha ha ha. Thoáng cái, mà cừu đứng dậy, ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười cực kỳ khoái trá. Tiếng cười này nghe như không hề vang chút nào, nhưng trong đêm yên tĩnh lại truyền đi rất xa, chấn động khắp núi rừng, vô số chim phóng lên, âm thanh vọng liên hồi, tạp âm chói tai, bất an dị thường. Tốt, tốt lắm, tốt vô cùng. Lạp chát đắc lý đại thiên vương, quả nhiên không gạt ta. Ước chừng thời gian uống một chén trà, tiếng cười của ma cư mới dần dần bình thường trở lại. Ông ta giống như một đứa bé, ven ống tay áo lên, cẩn thận nhìn hai cánh tay mình, thậm chí còn giơ tay nắn lên thịt trên tay, dường như muốn kiểm tra một chút thay đổi của cơ thể và sự trơn nhẵn của làn da. Hai hàng lông mày thanh tú của cơ khinh xa khẽ nhíu lại. chương 542, khách không mời mà đến một so với biến hóa trên da thịt của ma cưu cô càng để ý tới ngữ khí trong lời ông ta vừa nói hơn lạp chát đắc lý đại thiên vương vẫn còn sống ít nhất theo ngữ khí của ông ta hẳn là đúng như vậy nhưng mà điều này sao có thể chẳng lẽ trên thế giới này thực sự có bí quyết trường sinh bất tử hơn nữa còn có người có khả năng này nhận ra sự khác thường của cơ khinh xa ánh mắt lóe sáng của ma cưu thoáng quét qua mỉm cười nói cơ tiểu thư thật ra thì điều này không có gì kỳ quái cả. Giống như trong đạo thuật của người Hoa Hạ các cô, có bí quyết trường sinh bất tử. Hàng đầu giới chúng ta cũng có công pháp như vậy. Phương pháp, lạp chát đắc lý đại thiên vương, đích thân tu luyện truyền lại, chắc chắn sẽ không sai. Cơ khinh xa khẽ, hư, một tiếng, nói. Đại quốc sư, nước hoa hạ chúng ta, cũng không có loại tà thuật hại người như thế này. Nói xong, mắt liếc qua người thanh niên cách đó không xa, rất rõ ràng, người này đã chết, dù rằng thân thể anh ta nhìn qua còn rất nguyên vẹn, nhưng đã biến thành một cái xác không hồn, không có sự sống. Chuyện đùa. Ma Cưu cười ha hả, nói. Cơ tiểu thư, ấn tượng cô tạo cho tôi, không giống loại người cổ hủ như vậy. Thế giới này, vốn chính là một thế giới cá lớn nuốt cá bé. Chỉ cần có thể đạt được mục tiêu của mình, gợi yêu ta ít vài người có tính là bao. Quốc gia của các cô, không phải chính là như vậy sao? xưa nay đều là kẻ gờ yêu ta ít người nhiều nhất, được tôn sùng làm đại anh hùng. Cơ Khinh Sa nhướng mày, định mở miệng nhưng lại nghe Ma Cưu, ô, một tiếng, ngẩng đầu nhìn về hướng tây bắc, ngay sau đó mặt nở nụ cười. Tốt lắm, Cơ tiểu thư, cứu tinh của cô rốt cục đã xuất hiện. Tiêu Tiên Sinh đã vào mê cung. Ma Cưu mỉm cười nói, mang theo ý châm chọc mỉa mai. Loại châm chọc này xuất phát từ hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay ông ta từ miệng cơ khinh sa miêu tả tiêu phàm khó lường như thế nào, còn không phải đã lọt vào trong cảm bẫy chính ông ta tỉ mỉ sắp đặt. Cơ khinh sa cười cười, nói. Đại quốc sư, nếu thật là như vậy, tôi khuyên ông vẫn nên là cẩn thận một chút. Tiêu phàm không giống ông, anh ta là một người rất bình thản. Nếu tôi không nhìn lầm, đại quốc sư thật ra rất thích mạo hiểm. Ma cư cười lạnh nói. Không mạo hiểm, sao có được thành công? Những kẻ mạnh trên thế giới này, ai không có tính như thế? dần dần từng bước, dập khuôn theo kẻ khác, tuyệt không thể leo lên trên đỉnh cao nhất. Vậy sao, xem ra chúng ta ai cũng không thuyết phục được ai, vậy hãy cùng căng mắt chờ đi. thân sắc của cơ khinh xa lại trở nên có chút điềm tĩnh, thoải mái. Nói thật, cô không cảm thấy được hơi thở của tiêu phàm, nhưng cô tin ma cưu. Trực giác của vị đại quốc sư này, so với cô chắc chắn phải nhạy bén hơn rất nhiều. Hơn nữa, đây là ở trang viên của ông ta, tất cả cấm chế đều là do ông ta bố trí, hiển nhiên hết thảy đều sẽ biết rõ nhất. Nếu ma cưu nói tiêu phàm đã tới, vậy hắn chắc chắn đã đến. Mê cung bên ngoài thạch trận là một phòng tuyến cuối cùng ma cưu bố trí, cũng là phòng tuyến kiên cố nhất. Gia văn bố trí pháp trận của mình trong mê cung, trận địa của mê cung này bao la rộng lớn. Gia Văn và hai vị hàng đầu sư khác cùng với hơn 20 hàng đầu sư có thể thoải mái ẩn thân trong mê cung. Đặc biệt quan trọng là, tường đá của mê cung này cũng đủ kiên cố, không ai có thể phá hủy. Nhiều năm trước khi kiến tạo mê cung, đại quốc sư ma cưu đích thân bày ra tầng tầng lớp lớp cấm chế trong mê cung, lại thêm pháp trận gia văn tự tay bố trí, lực cấm chế mạnh không gì sánh được. Gia văn tuy chưa từng quen biết tiêu phàm, nhưng không ngông cuồng ngạo mạn, càng không dám xem thường hắn. Một kẻ có thể làm cho đại quốc sư phải thận trọng như vậy, tuyệt khó đối phó. Gia văn bày trận trong mê cung, đánh vào chính là chủ kiến, vị mưu thăng, tiên mưu bại, tìm cách đánh bại trước, không tìm kiếm chiến thắng. Bất kỳ một pháp trận nào, sợ nhất chính là mắt trận bị phá trừ. Mắt trận một khi bị phá, pháp trận có lớn mạnh cũng không còn tác dụng. Gia văn bố trí pháp trận này, mắt trận nhiều đến ba nơi, mỗi nơi đều do một đại hàng đầu sư chấn thủ, muốn phá vỡ hoàn toàn triệt để pháp trận, bắt buộc trước tiên phải hủy diệt ba mắt trận, mà muốn hủy diệt chúng thì trước hết phải tiêu diệt toàn bộ ba gã đại hàng đầu sư cùng đồ tử đồ tôn chỉ huy nếu không bất cứ kẻ địch nào cũng khó mà lao ra từ trong mê cung pháp trận gia văn tin rằng cho dù tiêu phàm có ngược đời muốn phá vỡ pháp trận triệt để thoát khỏi mê cung cũng cần một khoảng thời gian rất dài có một khoảng thời gian dài như vậy cũng đủ để đại quốc sư ma cư hoàn thành thiên quỷ hàng của ông ta thiên quỷ hàng một khi luyện thành vậy còn có kẻ thù nào đáng sợ nữa chứ? Không đợi Gia Văn nghĩ một cách sẵn sàng đâu ra đấy, một tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên truyền ra, đã có người xông vào mê cung. Vừa ra tay, thủ hạ của y đã bị thương vong, là hàng đầu sư nào phát ra tiếng kêu thảm thiết như vậy. Gia Văn còn có ấn tượng, đó là sư điệt của y, tư chất tốt, tuy thời gian nhập môn chưa lâu, ở hàng đầu thuật đạt trình độ không hề thấp chút nào, ai ngờ ở trong này, vừa đối mặt liền gặp phải độc thủ của kẻ địch. Tiêu phàm, quả nhiên lợi hại. Khởi động đại trận, Gia Văn trong nháy mắt bình tĩnh như lúc ban đầu, lạnh lùng truyền lệnh. Xoay quanh bên cạnh y có vài tên hàng đầu sư trẻ tuổi, khoanh chân ngồi, nghe vậy lập tức một tay bấm quyết, một tay vung pháp khí, miệng lẩm bẩm bắt đầu làm phép. Đại trận được bắt đầu, một khí lực đạt đến cực điểm ngay lập tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ mê cung. Trong mê cung lúc này khắp nơi đầy giấy cạm bẫy, nguy hiểm trùng trùng. Đại trận vừa mới bắt đầu, lại là một tiếng kêu thảm xa xa truyền đến gia văn sắc mặt lập tức thay đổi tiếng kêu này với tiếng kêu lần trước không đến cùng một phía mà phát ra từ hai hướng khác nhau khoảng cách không gần cho dù ở mặt đất bằng phẳng trong thời gian ngắn như vậy một người rất khó từ nơi này chạy đến bên kia chứ đừng nói đến mê cung lập tức gia văn liền hiểu được kẻ tấn công vào mê cung không chỉ có một người tên tiêu phàm kia không ngờ còn có người giúp đỡ hơn nữa lại là một cao thủ rất mạnh. Nếu không, làm sao có thể tự nhiên hành động trong mê cung có cấm chế trận pháp cường đại như vậy bao phủ. Gia Văn bắt đầu nôn nóng. Trận pháp này, trước đây chỉ là bố trí đối phó với một kẻ thù, ai ngờ rằng đến hai kẻ thù mà cả hai đều rất mạnh. Vốn là đại trận kiên cố, vững chắc bất khả xâm phạm, ngay lập tức lộ ra điểm yếu. Gia Văn lập tức phát ra tín hiệu yêu cầu chi viện. Lần trước trang viện Ma Cưu xảy ra đại loạn, những đệ tử thân truyền của ma cưu đại quốc sư tổn thất gần như không còn ai, thậm chí ngay cả Zino đã thành kẻ phản đồ. Để đảm bảo an toàn, đại quốc sư đã triệu tập toàn bộ mấy vị đại hàng đầu sư còn lại của bất cổ phái vào trang viên. Trang viên quy mô lớn, các đại hàng đầu sư khác chia nhau canh giữ các quan khẩu mấu chốt. Tuy nhiên Gia Văn cho rằng, trước mắt quan trọng nhất chính là mê cung. Vị trí của mê cung quá quan trọng rồi, đây là phòng tuyến cuối cùng. Mê cung đại trận một khi bị đột phá, kẻ thù sẽ đột phá quấy nhiễu đại quốc sư tu luyện thiên quỷ hàng. Những nơi khác vững chắc, cũng chỉ là vô ích. Trước đó, Ma Cưu đã trao cho Gia Văn toàn quyền, chỉ cần đảm bảo an toàn, Gia Văn có thể điều động toàn bộ lực lượng phòng vệ trang viên. Các đại hàng đầu sư khác vừa nhìn thấy Gia Văn phát ra tín hiệu chi viện, liền vội vàng chạy tới. Nhưng mà tình huống biến hóa cực nhanh, thật sự vượt ra ngoài dự kiến. Các đại hàng đầu sư khác chưa đuổi tới tiếp viện, tiếng thét thứ ba lập tức vang lên. Gia Văn tinh tường cảm ứng được, toàn bộ cấm chế của mê cung đại trận đều xuất hiện chấn động. Hàng đầu sư bị g i này hẳn phải là thủ vệ nơi quan trọng nào đó, ảnh hưởng đến sự vận hành của đại trận. Không thể nào. Gia Văn chợt đứng dậy, từ sâu trong cổ họng phát ra một câu như vậy, hai hàng lông mày thắt chặt, sắc mặt xanh mét, trong mắt hẳn lên sự tức giận mãnh liệt. Cho dù tiêu phàm lợi hại, cũng tuyệt đối không có khả năng nhìn như không thấy đối với cấm chế của toàn bộ đại trận, thậm chí ngay cả Ma Cưu đại quốc sư, nếu bị nhốt trong đại trận này, cũng không thể tung hoành ngang dọc như trốn không người. Chẳng lẽ Tiêu Phàm và những người trợ giúp kia hợp lại còn lợi hại hơn Cưu đại quốc sư? Đây không phải chuyện đùa. Song trong lòng Gia Văn chất đầy sự hoài nghi, cũng không dám xem thường. Nghe nói Tiêu Phàm này đến từ Trung Hoa, trong lòng y có thêm suy nghĩ, đất nước Trung Hoa thần bí có lẽ thật sự có kỹ xảo đặc thù gì đó, là thứ mà y không biết, nhưng không thể để cho tiêu phàm tùy tiện vào mê cung, nếu đấu bừa bãi, không chừng hắn phá hủy mắt trận, toàn bộ uy lực của đại trận suy yếu không ít. Gia Văn suy nghĩ một chút liền có quyết định, phân phó mấy câu với bảy tên đệ tử ngồi vây quanh, thân hình chuyển động, vô thanh vô tức đi về phía trước, trong nháy mắt qua tường đá không thấy bóng dáng. Trường 543, khách không mời mà đến hai Gia Văn muốn đích thân qua bên kia nghe ngóng tình hình, người xông vào mê cung rốt cụ ộc là thần thánh phương nào. Nếu thật để những người này đi vào mê cung thì sẽ ảnh hưởng đến tu luyện của đại quốc sư, đừng nói cái ghế đại tế ti sẽ lập tức biến mất khỏi mình, chỉ sợ ngay cả tính mạng cũng khó mà giữ. Đối với người ngoài mà nói, mê cung này chiếm diện tích khá rộng, quy mô lớn, người ngoài lọt vào trong đây, muốn ra ngoài gần như là không thể, không khéo sẽ đói chết trong mê cung. Ngay cả Gia Văn cũng cẩn thận trọng phân biệt, mới không đi nhầm đường. Dù sao trước đó, y cư trú trong trang viên của mình để tu luyện, không quen thuộc lắm đối với trang viên của Ma cư, đối với mê cung này thì càng thêm xa lạ, thời gian này mới quen thuộc dần đường trong mê cung này. Ở trang viên Ma cư, có một quy định cứng rắn không thể thay đổi, mặc kệ ai tiến vào mê cung, đều phải cố gắng nhớ đường, không được làm dấu trên lộ khẩu. Hiển nhiên, điều này là để tránh bị người ngoài lợi dụng. Một khi mê các lộ khẩu trong mê cung được làm dấu rõ ràng, bị người ngoài giải mã, mê cung liền mất tác dụng, chỉ có thể dựa vào cấm chế của trận pháp để vây địch, đương nhiên, hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Kẻ thù tiến vào mê cung với tốc độ nhanh như vậy, cũng là một trong những nguyên nhân khiến Gia Văn cây ết yêu ta ép sợ. Cho dù là Gia Văn đã ở trong mê cung thời gian dài, cho tới nay cũng không dám nói thông thuộc mê cung rõ như lòng bàn tay. Mê cung thật sự quá khổng lồ, chỗ ngã ba nhiều đến mức làm người ta phát điên. Đương nhiên, không loại trừ người tới có thiên phú kiệt xuất trên phương diện nhận biết mê cung. Ở phương diện này, Gia Văn thừa nhận mình quá tầm thường, cơ bản không nói đến chuyện thiên phú hay không thiên phú, mà chỉ đạt tiêu chuẩn bình thường. Thiên phú của Gia Văn nằm ở chỗ lĩnh ngộ hàng đầu thuật. Làm một người hàng đầu sư, chỉ cần có thiên phú này, như vậy đã đủ rồi. Gia Văn vội vàng hướng mắt đến mắt trận thứ hai, giữa hai bức tường đá dày ngăn chặt, một người đàn ông cao lớn chậm rãi đi về phía trước, vẻ mặt điềm tĩnh sải bước không nhanh không chậm, giống như đang dạo chơi. Người này không phải Tiêu Phàm, mặc trang phục truyền thống đan mạn, quần áo và trang sức màu đen, dưới ánh trăng thanh đạm nhìn qua rất mơ hồ, làm cho người ta có cảm giác không chân thực đến cực độ. Người đàn ông có vóc người gầy nhỏ này, rõ ràng rất quen thuộc đường trong mê cung, dù bước chân không vội vàng, không hấp tấp, nhưng chẳng hề có ý dừng lại, mỗi lần đến ngã ba đều quẹo vào không có chút do dự. Người mặc áo đen lại lần nữa vòng qua bức tường đá khi nãy, cuối cùng dừng bước. Một tiếng, phì, vang lên. Một con rết lớn thả mình xuống từ trên đỉnh tường đá, ánh mắt màu đỏ, nhìn thẳng vào chàng thanh niên mặc áo bảo đen. Con rết này, thậm chí còn lớn hơn rất nhiều so với linh sủng bổn mạng của ma cưu đại quốc sư. Chiều dài thân khoảng chừng 3 mét, lễ giáp như sắt, lóng lánh màu xanh sáng bóng, làm cho người ta cảm giác cứng rắn cực độ, miệng để lộ ra hai chiếc răng nanh dài, phì phì, phun khói độc. Con rết lớn đến cỡ này, quả thực không khác gì loài yêu quái. Người đàn ông trong bộ áo choàng đen lại không quan tâm, thản nhiên nhìn qua hung thần này, hai tay để sau lưng khóe miệng hiện lên một nụ cười chế nhạo. Mặc dù từ trên người con rết này, cảm nhận được khí thức của ma cưu, nhưng cũng có thể khẳng định, đây không phải linh sủng bổn mạng của ma cưu. Một vật thí nghiệm thất bại mà thôi, vậy mà cũng thành chủ lực thủ trận người đàn ông khoác áo choàng đen rất khinh thường mà nói, giống như đang đối thoại với con rết khổng lồ kia. Con rết khổng lồ dường như có thể nghe hiểu được lời nói của người đàn ông mặc áo choàng đen, liền cong người lên, cái đầu màu vàng kim dương lên, trong miệng phun ra một lượng lớn khói độc, hướng thẳng đến người mặc áo đen. Cái đầu to lớn của con rết này không ngờ vô cùng hung bạo. Hừ, người đàn ông mặc áo choàng đen hừ một tiếng, ống tay áo dương lên, một luồng kình phong bắn ra lập tức khiến làn khói độc xoay ngược về. Tay phải cong lại gảy nhẹ, một đường hắc ảnh bắn nhanh ra, nhìn kỹ lại, lại là một loại sâu nhỏ, trên lưng óng ánh màu vàng kim, hùng hổ lao thẳng tới con rết khổng lồ. Con rết to lớn dường như kỵ với màu vàng kim của con sâu nhỏ, lập tức ngẩng đầu lên, nhả một ngụm khói độc hóng về phía khói màu vàng mà con sâu nhỏ đã phun ra, nháy mắt bao vây lấy nó. Bụp, một tiếng vang thật lớn, con sâu nhỏ màu vàng vỡ ra một mùi tanh lập tức khuyết tán ra xung quanh. Con rết khổng lồ vốn dính sát trên tường đá, đột nhiên như bị dội nước sôi, kêu lên những tiếng phì phì, rồi rơi bịch xuống đất, quằn quại giữa lối đi, trên bối giáp cứng như sắt, không ngờ hiện ra vài lỗ đen. Bối giáp giống như bị thứ gì đó hòa tan, thịt trắng bên trong nó đều lộ hết ra ngoài. Bạo liệt trùng, ngươi là hàng đầu sư. Lối đi bên kia, vang lên một giọng nói đầy kinh ngạc của gia văn. Người đàn ông mặc áo đen không chút để ý, chỉ nhìn thẳng vào chỗ con rết đang quay cuồng dẫy ruộng, trên mặt lộ ra thần sắc kinh dị. Con rết lớn này rõ ràng chỉ là một vật thí nghiệm thất bại, mà cừu từng muốn đem nuôi thành linh sủng bổn mạng của mình nhưng không được như ý nguyện. Là một vật thí nghiệm thất bại như vậy, không ngờ dưới sự công kích của bạo liệt trùng lại có thể kiên trì thời gian dài như vậy, vẫn không lập tức bị mất mạng. Gia văn cũng ngử lạnh một tiếng, chậm rãi vòng lại từ lối đi bên kia. Rõ ràng, thái độ ngạo nghễ này của người đàn ông mặc áo choàng đen đã chọc giận Gia Văn. Gia Văn tính cách vốn đã không điềm tĩnh, từ lúc trở thành hàng đầu sư, mấy chục năm qua, ít có người ngạo mạn ở trước mặt y như thế. Các hạ là ai, dám xông vào ma cưu trang viên, không muốn sống nữa sao? Gia Văn mặt âm trầm hỏi, bước chân dừng lại từ xa, không tiếp tục tiến gần. Trên thân người này y cảm nhận được sức mạnh uy hát yêu ta ép mãnh liệt, hàng đầu sư có thể nuôi được bạo liệt trùng ở trình độ cao như thế nào thì có thể biết được huống chi gia văn đã cùng hắn mặt đối mặt rồi nhưng một chút cũng không nhìn ra độ nông sâu của người này đối với gia văn mà nói là điều trước nay chưa từng có người đàn ông mặc áo choàng đen nhìn ông ta một cái ý khinh thường trên khóe miệng càng hiện rõ hơn ánh trăng trên bầu trời cong như móc câu một tiểu nhân đỏ như máu từ chán người thanh niên chậm rãi chui ra cố hết sức vùng vẫy nhưng lại bị ma cư một tay khống chế. Đây đã là lần thứ sáu. Ba người đàn ông, ba người phụ nữ, sáu cái thi thể. Trên trán mỗi người có một vết máu chảy xuống, sắc mặt trắng bệch, nhìn qua không thể nói nên lời. Dù cơ khinh xa không giống những cô gái bình thường luôn được nuông chiều, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng như thế này trong đầu vẫn cảm thấy khó chịu. Toàn bộ thạch trận, gió lạnh thê lương. Ma cư há miệng, một hơi nuốt tiểu nhân người đỏ như máu đang không ngừng dẫy dụa vào trong bụng, rồi lập tức khoanh chân ngồi xuống, vận công tu luyện. Liên tiếp đã trải qua 6 lần như thế, hết thảy đều đã quá quen thuộc, cắn nuốt, luyện hóa, hành văn liền mạch lưu loát, không có nửa phút trì hoãn. Màu máu đỏ tươi đang không ngừng chuyển động dưới da của ma cưu. Lúc này ma cưu đã khác trước, vẻ mặt không còn ngăm đen nữa mà đã tươi tắn hồng hào, thậm chí ngay cả hai mắt đều biến thành đỏ như máu trong cảm giác của cơ khinh xa ngay cả mặt trăng cũng biến thành một màu đỏ như máu cô có thể cảm nhận rõ rệt âm khí dày đặc xung quanh trên người ma cưu đây là chuyện từ trước đến nay chưa từng có không có bất kỳ một người sống nào có thể cho cơ khinh xa một cảm giác ô ám đến như vậy gương mặt của ma cưu lại một lần nữa bắt đầu vặn vẹo trên trán mồ hôi chảy ra trong thời gian ngắn như vậy liên tiếp cắn nuốt âm hồn do sáu âm quỷ dung hợp cho dù ma cưu công lực huyền diệu cũng cảm thấy càng ngày càng khó nhọc. Cơ khinh xa tuy rằng không biết pháp môn tu luyện của thiên quỷ hàng, nhưng bằng trực giác cũng có thể biết, ma cư trên thực tế là cưỡng ép làm nhanh tiến trình tu luyện. Ma cư nhất định là cảm thấy được một mối nguy hiểm nào đó đang đến gần. Tình hình xảy ra trong mê cung, cơ khinh xa không phát hiện được, nhưng ma cư thì khác. Ở mê cung có nhiều cấm chế, đều do gã tự mình bố trí, chỉ cần có người vừa chạm vào cấm chế, khoảng cách gần như vậy không thể gạt được y lực lượng phòng ngự có khả năng điều động đã được điều động. Ở trong mê cung, cấm chế được bố trí dày đặc, mấy vị đại hàng đầu sư tự mình chấn thủ. Mượn dùng lực của đại trận, không ngờ vẫn không ngăn cản được tiêu phàm, mà cừu đại quốc sư bất đắc dĩ không còn cách nào khác. Trong mê cung liên tục có hai tiếng kêu thảm thiết từ phía xa xa truyền đến. Ma cưu đang toàn lực chấn áp tiểu nhân dung hợp trong cơ thể, chợt khóe miệng gã co giật một hồi. Có một gã đại hoàng đầu sư đã chết một mắt trận của đại trận mê cung đã bị công phá. dao động méo mó của lực cấm chế đại trận, thậm chí ngay cả cơ khinh xa đang bị chặn kín nội lực chân khí cũng cảm nhận được. Đại quốc sư ngươi hình như có phiền toái. Cơ khinh xa luôn giữ im lặng bỗng nhiên lên tiếng. Trường 544, vị khách không mời mà đến ba, hư. Ma cưu đại quốc sư lạnh lùng hư một tiếng, bỗng nhiên giơ tay lên, một cố kình lực lạnh giá kỳ lạ mạnh mẽ bắn về bức điêu khắc bạch ngọc đối diện cơ khinh xa, mang theo bầu không khí lạnh giá, thậm chí ngay cả hồ nước cũng bị đóng băng. Ngay sau đó, một cái bóng đen xuất hiện từ đỉnh đầu bức điêu khắc bạch ngọc, nhanh chóng ngưng tụ thành một âm quỷ dáng người tinh xảo đặc sắc, mở hai mắt ra, buồn bã nhìn vào cơ khinh xa. Cơ tiểu thư, người tốt nhất đừng ép ta thay đổi chủ ý. Ma cư quát lớn một tiếng. Tiêu phàm nếu lúc này tới quấy rối, ta không ngại gờ yêu ta chết ngươi. Cơ khinh xa liền mỉm cười, thản nhiên khinh thường. Ma cưu đại quốc sư, trong thời khắc mấu chốt vẫn mang loại đức tính đó, chỉ biết lấy nữ nhi ra uy hát yêu ta ép. Tiêu phàm tuyệt nhiên sẽ không làm như vậy. Về điều này, cơ khinh xa tuyệt đối tin tưởng không chút nghi ngờ. Bắp thịt trên cơ thể của ma cưu có quắp hai cái, màu đỏ như máu trên làn da chợt tiêu tan, chẳng mấy chốc biến thành màu sắc xám xịt. Ma cưu không để ý tới cơ khinh xa, gã khẽ vẫy tay, xích viêm thảo, ở giữa, thánh tuyền, lại tuôn trào ra tinh khí sinh mệnh ùa về phía ma cưu. Khẽ hút vào luồng tinh khí sinh mệnh tinh thuần đến cực điểm, ma cưu lập tức đầu dương lên, vẻ mặt thích chí, nét mặt tái xanh liền bắt đầu biến mất. Biến cố ngay tức khắc xảy ra. Một lực hút mạnh mẽ trong mê cung xuất hiện, xích viêm thảo, vốn đang làm dịu cho ma cưu, chợt chuyển hướng, di chuyển về phía bên kia mê cung. To gan, ma cưu vừa sợ vừa giận, gầm lên giận dữ. Chỉ nghe âm thanh suy suy, bốn con côn trùng màu vàng nhỏ từ trong mê cung bay nhanh tới trong phút chốc đã đến đỉnh đầu của ma cưu bạo liệt trùng ma cưu kinh ngạc dưới chân bất động cả người bỗng nhiên lướt ngang sang một bên thân là đệ nhất hàng đầu sư ma cưu hiểu rõ sự lợi hại của bạo liệt trùng hơn bất cứ kẻ nào thời điểm này gã muốn đứng lên tránh né nhưng không kịp ma cưu vừa né tránh vừa trưởng ra một trường lập tức sương mù u ám lạnh lẽo thấu xương chỉ tiếc đại quốc sư động tác mặc dù mau, nhưng thời cơ mà đối thủ chọn rất xảo quyệt, ông ta đang toàn lực vận công trấn áp âm quỷ dung hợp trong cơ thể, còn cần bổ sung thêm, xích viêm thảo mới có thể miễn cưỡng ứng phó được. Lúc này ra tay đánh lén, là thời cơ tốt nhất. Có thể không chế thời cơ xuất thủ một cách vừa khéo như vậy có thể thấy người đánh lén này, tuyệt đối cũng là một thế hệ tông sư tinh thông hàng đầu thuật. Dầm dầm dầm, cái lạnh vừa mới gần người, bạo liệt trùng đã nhanh trước một bước nổ tung chỉ thấy tứ phương khói lửa, ở giữa không trung bỗng nhiên vô số khói kéo dài tạo ra, đuôi lửa bổ vây về phía đầu ma cưu. Tơ khinh xa ở bên cạnh bị tình thế làm cho kinh sợ, thật sự không nghĩ tới hàng đầu thuật không ngờ có khả năng lợi hại đến thế. Ma cưu một trường đánh ra, cuồng phong gào thét không ngừng, âm khí lạnh thấu xương, trên không trung hình thành xương trắng, rõ ràng có thể thấy được, không ngờ có thể làm đông cứng, diêm hỏa, khói lửa được hình thành sau khi bạo liệt chung nổ tung. Tuy nhiên cơ khinh xa thấy rõ ràng, vẫn có hai điểm, diêm hỏa, xuyên thấu qua làn khói rơi xuống trên người của ma cưu, ánh sáng chợt lóe lên, chui vào trong y phục của ma cưu. Một luồng hắc khí đột nhiên lóe lên trên mặt ma cưu. Ra đây ngay, ma cưu nổi giận, cổ tay khẽ lật, hai luồng quang cầu màu lục xuất hiện, hai tay giơ lên, quang cầu bay lên trời ra khỏi thạch trận. Bên trên mê cung hóa thành một mạng lưới khổng lồ màu lục, bao phủ xuống ngay đầu. Bóng người trượt hiện ra, một người đàn ông mặc áo choàng đen lách mình ra từ trong mê cung, tránh được đòn công kích của mạng lưới màu lục đó. Vừa nhìn thấy người này, Cơ Khinh Sa mở to hai mắt nhìn. Đúng là anh. Ngay cả Ma cư cũng giật mình kinh hãi, dường như hơi có chút không tưởng được. Người đàn ông này mặc bào phục truyền thống nước Đan Mạn, vẻ mặt nho nhã, đúng là giáo chủ Tô Nam của Nạp Cát phái. Đại quốc sư, không ngờ là ta à. Tô Nam hai tay chắp sau lưng, đứng ở xa thạch trận nhàn nhã nói, trên gương mặt hiện liên ý châm chọc. Quả thật không ngờ, người lại dám tới đây tìm đường chết. Ma Cưu rất nhanh chấn tĩnh lại, cười nhạt một tiếng nói. Tự tìm đường chết, đại quốc sư ngươi có vẻ tự tin quá, dựa vào tình hình hiện tại của ngươi sao? Ha ha! Tô Nam cũng cười đáp trả lại. Tô Nam, mặc kệ ngươi cải trang giỏi đến bao nhiêu, ngươi không thể gạt được ta. Ma Cưu nhìn thắng Tô Nam lạnh lùng nói. Tô Nam gật đầu nói, Đại quốc sư, ta đâu có tính đến chuyện phải giấu giếm ngươi. Đúng vậy, trận chiến nửa tháng trước ấy, ta quả thật đã bị thương không nhẹ. Sáu tỷ tùng đều bị gờ yêu ta ấy, sức lực giảm đi nhiều. Nhưng có một việc, đại quốc sư hẳn có thể đoán được. Mười mấy năm qua ngươi vẫn luôn chuẩn bị cho việc tu luyện thiên quỷ hàng, còn ta cũng làm công tác chuẩn bị cho một việc. Ngươi luôn muốn đối đầu với ta, ma câu hỏi ngược lại, giọng điệu có chút ngờ vực. Đương nhiên. Tô Nam không chút do dự liền thừa nhận mấy năm nay Đại quốc sư là mối uy hát yêu ta ép lớn nhất đối với Tô Nam ta trước sau hai lần tới trang viên bái phỏng khiến ta sợ đến mức không dám cả ra ngoài cửa Đại quốc sư nếu như ngươi gặp phải tình trạng này liệu ngươi sẽ nghĩ ta cũng như vậy ít nhiều làm chút chuẩn bị Ma Cư cười một tiếng nói chỉ có kẻ yếu mới cần chuẩn bị như vậy Tô Nam thản nhiên nói Đại quốc sư ta thừa nhận ngươi rất mạnh nhưng người càng mạnh bao nhiêu lại càng tự tin một cách quá mức đôi khi sẽ hỏng việc bởi vì sẽ làm ngươi sinh ra những phán đoán sai lầm điểm này ma cư không thừa nhận cũng không được tô nam bỗng nhiên xuất hiện tại nơi này chính là chứng cứ rõ ràng vốn cho là đã ra sức đưa tô nam về nơi chín suối từ lâu bế quan tự thủ ai biết thời khắc quan trọng này lại lần nữa xuất hiện trước mặt ma cư ma cư quả thực có thể cảm nhận sự suy yếu của tô nam bất kể là ai khổ tâm nuôi dưỡng nhiều năm sáu gã âm quỷ, một khi toàn diệt, thần hồn sẽ bị thương nặng. Nhưng điều này không lừa gạt được ma Cưu, ngay lúc đó Tô Nam quả thật bị thương rất nguy kịch. Chỉ không biết ông ta dùng phương pháp gì làm cho mình trong thời gian ngắn như vậy khôi phục sức chiến đấu. Có lẽ cách điên phong vẫn còn rất xa, nhưng ít ra đã có sức đánh một trận, thậm chí vào thời điểm đặc thù này là sự uy hát yêu ta ép lớn đối với ma Cưu. Còn có bạo liệt trùng, đây cũng là điều khiến Ma Cưu không tưởng tượng được. Thân là đại hàng đầu sư hàng đầu nước Đan Mạn, Tô Nam có thể luyện chế ra, bạo liệt trùng. Đến cả Ma Cưu cũng không ngờ, mấu chốt ở chỗ khi quyết chiến ở Hoàng Phủ, Tô Nam thiếu chút nữa ngã xuống tại chỗ, không ngờ vẫn nhấn nhịn không sử dụng bạo liệt trùng, là điểm ngoài dự đoán của mọi người. Xem ra Tô Nam vẫn đang chờ đợi cơ hội tốt nhất, mới ra đòn sát thủ. Tô Nam ngươi khôi phục nhanh thật đấy. Ma Cưu nhìn thẳng Tô Nam, chậm rãi nói, hai má khẽ co giật. Trong, thánh tuyền, mặt nước sôi trào, lượng lớn âm khí địa mạch không được chui vào trong cơ thể ma cưu, từ chối trợ giúp y áp, giúp gã chân áp tên tiểu nhân đang không chịu đi vào khuôn khổ kia. Tô Nam thản nhiên cười nói, đại quốc sư, trong trang viên của ta, mặc dù không có sinh trưởng ra xích viêm thảo, nhưng những thứ dược liệu khác không ít, đan dược được luyện chế cho dù không có công hiệu khởi tử hồi sinh, nhưng bù lại về tinh khí vẫn là có thể nói xong ánh mắt hướng về phía đóa hoa hồng đang nở rộ ở giữa thánh thuyền đôi mắt lóe lên sắc lửa tô nam hiển nhiên biết dược liệu trong trang viên của mình đều là những thứ không tồi nhưng so với xích viêm thảo mà nói giống như khác nhau một trời một vực vừa lúc nãy ông ta chỉ vừa đến gần đã cảm thấy tinh khí trong cơ thể được tăng lên lợi ích đem lại quả thật không nhỏ nếu như có thể đoạt được cả khóm xích viêm thảo vậy có gì quý hơn người muốn xích viêm thảo đúng là hoang tưởng Ma Cưu gầm lên giận dữ, sơ một tay lên, một luồng kinh lực vô hình bắn ra, vòng quanh, xích viêm thảo, ở giữa, thánh tuyền, một vòng, những cánh hoa kiểu diễm bỗng nhiên bay lên lượn lờ bên trên, xích viêm thảo, như lưu luyến chẳng muốn rời đi. Ma Cưu vẫy tay một cái, những bông hoa kia dường như nhận được triệu tập nào đó, giống như tên rời khỏi dây cung, bắn nhanh về phía Ma Cưu. Ma Cưu cầm đóa hoa ở trên tay, cẩn thận xem xét, trong đôi mắt lộ lên những tia lửa nóng sau đó y đưa đóa xích viêm thảo, lên miệng, cắn nhai vài cái rồi nuốt vào bụng. Tô Nam cũng không ra tay ngăn cản, nhìn không chớp mắt về phía ma cư, dường như cũng rất muốn mở mang kiến thức về công dụng của xích viêm thảo. Đối với đại đa số hàng đầu sư mà nói công hiệu giúp khởi tử hồi sinh của xích viêm thảo, chẳng qua chỉ là tin đồn, sự thật mà nói chưa được ai kiểm chứng. Ma cư nuốt xích viêm thảo vào người, làn da màu đỏ của y biến mất một cách nhanh chóng, trở nên đen nháy, tiểu nhân màu đỏ máu trong cơ thể ra sức dẫy giụa, đập liên tục không ngừng, trong nháy mắt bị dung hòa, chân áp, không còn chút động tính. Thấy đến đây, cơ khinh xa khẽ thở dài, hạ giọng nói. Tô Nam giáo chủ, giáo chủ có lẽ phải ngăn cản y đấy. Bây giờ ma cưu không còn là ma cưu như trước kia rồi. Tô Nam sắc mặt thay đổi, hai mắt bỗng nhiên co rút lại. Cơ khinh xa vẫn chỉ là mơ hồ cảm nhận được khí thức của ma cưu trước và sau có sự khác biệt rất lớn, đều là đại hàng đầu sư, Tô Nam ở phương diện này cảm giác sẽ nhạy bén hơn. Người thật sự đã biến bản thân thành quỷ. Nhìn ma cưu cách đó không xa, Tô Nam trên mặt biểu lộ ra vẻ khó tin. chương 545, huyết ảnh hàng. Lực thần niệm quét qua người, không ngờ trên người y ma cưu cảm ứng được sự u ám của quỷ giữ qua từng hơi thở. Không phải là nuôi dưỡng khí thức âm quỷ, mà là hơi thở rõ ràng phát ra từ bản thể ma cưu. Tô Nam trước kia chưa bao giờ có cảm giác này. Ha ha, Ma Cư ngửa mặt lên trời cười như một tên biên dại. Trong mê cung lại lần nữa phát ra tiếng rú thảm thiết mà không còn tâm trí để ý chút nào. Tô Nam, người hiện tại mới phát hiện không phải đã quá muộn sao. Tô Nam không kìm nổi lòng lùi lại phía sau một bước. Ma Cư trước mặt đã mạnh hơn so với nửa tháng trước nhiều. Xem ra Tô Nam đối mặt với Y có cảm giác không thể đo lường được nhất là khí tức như có như không trong cơ thể gã càng làm tô nam kinh tâm nghe đồn rằng hàng đầu sư sau khi luyện thành thiên quỷ hàng cơ thể trở thành nửa người nửa linh có thể làm cho thân thể chuyển hóa giữa hư và thật bất cứ lúc nào loại kỹ xảo này gần như cũng đã trở thành thân thể bất tử nhiều công kích đối với y đều không hiệu quả khó trách vừa rồi đòn sát thủ mà tô nam tung ra bạo liệt trùng bí mật luyện nhiều năm đối với ma cư cũng không hề thương tổn bạo liệt trùng đối với thân thể bằng xương bằng thịt có hiệu ứng rõ ràng, một khi chúng phải tai họa vô cùng. Nhưng đối với thân thể âm quỷ, tác dụng cũng không lớn. Bạo liệt trùng mà hàng đầu thuật mang theo, đối với âm quỷ không tạo được thương tổn quá lớn. Tô Nam, ta đã từng nói với ngươi, vô thượng thần thuật mà, lạp chát đắc lý đại thiên vương, truyền lại, thần diệu khó lường, không phải thứ ngươi có thể lĩnh ngộ được. Hiện tại ngươi đã tin chưa? Ma Cưu không đè nén được cảm xúc đắc ý trong lồng ngực, Cười lớn nói. Thiên quỷ hàng, lưu truyền nhiều năm ở nước đan mạn như vậy, ngoại trừ thiên quỷ vương, lạp chát đắc lý trong truyền thuyết. Nghìn nhìn vạn vạn hàng đầu sư không ai luyện thành, ngay cả thử qua cũng chưa người nào có thể, hiện giờ ma cưu gã cuối cùng đã như ánh dạng đông. Trở thành người kế thừa lạp chát đắc lý, đệ nhất hàng đầu sư, thực sự trong trăm ngàn năm qua, sao không làm người ta đương đương đắc ý, không kìm nổi phải lộ cảm xúc ra bên ngoài. Tô Nam thật sự là đối tượng tốt để khoe khoang. Cũng giống như một anh chàng đẹp trai nhà giàu, tuyệt đối sẽ không khoe khoang với người kém hơn mình, mà đối tượng anh ta khoe khoang, chỉ có thể là em mờ anh chàng đẹp trai nhà giàu khác. Mà Cư vẫn không ngờ Iota hết cơ khinh xa, mà để cho cô đứng bên ngoài quan sát, chính là do tâm lý khoe khoang này đang tác quái. Tô Nam lập tức chấn tĩnh lại, cười lạnh nói. Mà Cư, lúc này mới luyện qua một nửa thôi, cách thiên quỷ hàng, đại thành vẫn còn xa lắm, người hiện tại đã dương dương tự đắc, không phải là quá sớm sao? Vậy sao, Tô Nam, người biết không, tật xấu lớn nhất của ngươi là mạnh miệng, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ta sẽ cho ngươi thêm một cơ hội, chỉ cần ngươi quay trở về, gợi yêu ta ít chết tiêu phàm, một khi ngươi đã trở thành người một nhà, ta sẽ không truy cứu chuyện quá khứ nữa. Nếu không, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Ma cưu trầm mặt, nói từng câu từng chữ. Tô Nam nhịn không được nữa cười rộ lên, vừa cười vừa lắc đầu, dường như có vẻ kỳ quái, tại sao Ma Cưu lại có ý nghĩa như vậy? Gờ yêu ta ít tiêu phàm, Ma Cưu, người nói đùa sao? Người nghĩa rằng ta tốn biết bao trăm cây nghìn đắng lại tới đây, để nghe ngươi chê cười sao? Hơn nữa người coi tiêu tiên sinh là người như thế nào? Cho rằng ai cũng có thể đối phó với hắn. Hai má của Ma Cưu có quắp vài cái, trong mắt của gã hiện lên một chút thống khổ. Cơ khinh xa bỗng nhiên nói. Tô Nam giáo chủ, không nên bị vẻ bề ngoài che mắt, gã bị thương rồi. Côn trùng mà vừa rồi giáo chủ thả ra, đã làm gã bị thương. Im miệng, ma cưu nổi giận hết lớn, dương một tay lên, một tròm lục mang hóa thành hồ điệp, bắn về phía cơ khinh xa. Chân khí pháp lực toàn cơ thể cơ khinh xa bị phong tỏa, không chút nào kháng cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn con bướm màu lục dính trên người mình, rất nhanh xuyên thấu qua lớp lụa mỏng, chui vào bên trong, lồng ngực chợt lạnh, lập tức lan truyền khắp cơ toàn thân theo sau đó là cảm giác ngứa khắp toàn thân. Dù là cơ tổng thường ngày chú trọng tác phong, cũng không nhịn được khó chịu, hừ, một tiếng, cắn chặt đôi môi đỏ mỏng diễm lệ, mồ hôi từ trên trán tuôn ra. Tô Nam một tay vừa nhấc lên, một pháp khí hình bát lộ ra, thừa dịp lúc ma cưu ra tay với cơ khinh xa mà phân tâm, cái bát đón gió mà lên, bay về hướng, thánh tuyền trên, pháp khí hình bát khẽ ngênh lên, liền phát ra một luồng lực hút mạnh đến cực đại, tinh khí sinh mệnh khổng lồ vô cùng của xích viêm thảo, lần lượt bay vào trong miệng bát. Ngươi dám, ma cưu gầm lên một cách giận dữ, ống tay áo dương lên, một con rết khổng lồ dài khoảng 2 xích 67cm bay ra, lao ngang qua thánh tuyền, bổ mình về phía chiếc bát, mở ra miệng rộng, một ngụm nọc độc phun ra, hai chiếc răng nanh sắc nhọn dưới ánh trăng lạnh lẽo lóe lé lên thứ hàn quan chí mạng. Cùng lúc đó, bước chân của ma cưu khẽ dịch, hai tay giang rộng thân bay lên cao, tựa như diều hâu chụp mồi, bổ xuống người tô nam, cơ thịt trên mặt không ngừng co giật chất đầy vẻ dữ tợn tô nam không chậm trễ ông tay áo tung ra một chiếc kiếm luân màu đen bay lượn trên không trung tay trái nắm quyết ngang ngực tay phải liên tục giơ lên đánh từng luồng pháp lực vào trong kiếm luân kiếm luân càng chuyển càng nhanh ảo hóa ra từng màn khói đen trên không trung hình thành lốc xoáy màu đen không lớn không nhỏ vắt ngang trước người ma cưu hô ma cư một trưởng đánh ra lập tức cuồng phong gào thét lốc xoáy xương đen mà kiếm luân ảo hóa ra không có chút nào kháng cự tức khắc tiêu tan tô nam không chút hiếu chiến kiếm luân khẽ bay lên dưới chân giống như mây bay nước chảy lưu loát sinh động giống như bay lui về phía mê cung đồng thời vẫy tay chiếc pháp khí hình bát đang bay về phía xích viêm thảo dừng lại bắn ngược lại cực nhanh chớp mắt đã trở về trong tay tô nam con rết khổng lồ ngoạ một phát vào không trung tô nam một khắc không ngừng rút lui đến lối ra của mê cung thân hình dừng lại, mắt nhìn ma cưu. Ống tay áo ma cưu mở ra, từ không trung hạ xuống. Thần sắc âm u, cơ thịt trên khuôn mặt lại giật lên liên hồi. Nơi này đã là ngoài thạch trận, vừa ra khỏi thạch trận, ma cưu liền lập tức cảm thấy khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, sinh hồn âm quỷ đầu vốn đã bị chân áp, dường như lại có chút dục dịch. Ma cưu trong lòng hiểu được, thời gian ngắn như vậy, căn bản không đủ để chính thức dung hợp sinh hồn âm quỷ. Dù có, xích viêm thảo, không ngừng cung cấp tinh khí sinh mệnh, cũng chỉ là khiến bản thể trở nên sức sống tràn đầy, có đầy đủ năng lực cưỡng ép chân áp, cắn nuốt sạch sinh hồn âm quỷ. Muốn hoàn toàn dung hợp, còn phải ở lại trong thạch trận nghỉ ngơi một thời gian ngắn, không chịu bất cứ ngoại lực quấy nhiễu, chậm rãi vận công thực hiện, chuyển hóa mới được. Tuy nhiên Tô Nam rõ ràng không có ý định để y thực hiện địa y đó. Mắt thấy ma cư vẫn chưa truy sát, Tô Nam cười thản nhiên nói đại quốc sư, có phải không thể rời khỏi thạch trận kia quá xa không? Ta biết, thiên quỷ hàng, không dễ luyện như vậy. Xem ra Tô Nam đã quyết định, tuyệt không ngay mặt giao thủ với Ma Cưu, chỉ cần Ma Cưu vừa về tới trong thạch trận, chuẩn bị tiếp tục tu luyện, thiên quỷ hàng Tô Nam liền chạy tới quấy rối Một khi Ma Cưu tức giận, muốn lấy mạng ông ta, Tô Nam lập tức né tránh. Cái này gọi là, địch đến ta lui, địch chú ta nhiễu, địch mệt mỏi ta đánh, địch thoái ta truy chiến thuật du kích của vĩ nhân nào đó năm ấy, quả nhiên là chân lý đúng mọi nơi mọi lúc. Ma cư hung hăng chừng mắt nhìn Tô Nam, âm thầm cắn răng một cái, đưa ngón trỏ tay phải ra, tay trái tụ khí thành đao, nhẹ nhàng cắt một vạch, lập tức máu tươi trào ra. Ma cư xoay người sang chỗ khác, bay nhanh lên phía trên thạch trụ to lớn sau lưng vẽ ra một đồ án cổ quái, hồng quang chợt lóe, đồ án cổ quái máu chảy đầm đìa trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, tựa như bị thạch trụ nuốt hết sạch sẽ. Ma cừu ống tay áo dương ra, phi thân lên vòng quanh thạch trận một vòng, máu tươi trên ngón trỏ không ngừng chảy ra, một phù chú giống như hoa văn kỳ quái khắc sâu tại cột đá phía trên. Một bầu không khí nồng nặc mùi máu tanh, dần dần tràn ngập tới. Khi đồ án phù chú cuối cùng bị thạch trụ hấp thu cắn nuốt là lúc 12 cái cột đá bỗng nhiên phát ra những tiếng nổ huynh huynh, vô cùng trầm thấp nhưng lại có thể nghe rõ ràng. Những lõa nam lõa nữ điêu khắc trên thạch trụ, trên thân thể hiện ra từng vệt huyết sắc, dần dần bắn ra một đạo hồng quang. Liên tiếp chồng lên nhau, nháy mắt toàn bộ thạch trận đều bị một tầng mỏng huyết vụ bao phủ, quầng sáng đỏ như máu như ẩn như hiện. Ma cưu chậm rãi bước tới tượng điêu khắc bạch ngọc đối diện cơ khinh xa, khoanh chân ngồi xuống, vận khí điều tức, hai mắt khép hờ, tô nam ở bên kia nhìn lên liếc mắt một cái, ông ta làm như không có người như thế tồn tại. Huyết ảnh hang Tô Nam chăm chú nhìn quang mạc huyết sắc như ẩn như hiện kia, thì thào nói, sắc mặt chợt trở nên cực kỳ khó coi. Huyết ảnh hàng trong một ý nào đó mà nói, kỳ thật giống như tự nổ, là một loại hàng đầu thuật lưỡng bại câu thương. Không phải vạn bất đắc dĩ, hàng đầu sư sẽ không thi triển. Hiện giờ ma cưu thi triển, huyết ảnh hàng, bao phủ hoàn toàn thạch trận, Tô Nam muốn đi vào thạch trận công kích ma cưu, nhất định phải xuyên qua lá chắn do huyết ảnh hàng hình thành. Nói cách khác, trước khi công kích ma cưu, Tô Nam sẽ phải trúng hàng đầu trước đương nhiên cứ như vậy, bản thân ma cưu cũng phải hao tổn nhiều nguyên khí. Chẳng qua phía sau y còn có một gốc cây, xích viêm thảo, tổn thất một ít tinh nguyên thì vẫn có thể kịp thời được bổ sung. Cho dù không nhanh chóng bổ sung, cùng không hoàn toàn bị tiêu hao hết. Audio điện tử võ tấn bền chương 546, Bạo liệt trùng vương 1 Ước chừng nửa tiếng đồng hồ qua đi, Ma Cưu đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa mới lại mở mắt ra, món tay lại bắn ra một đoàn ánh sáng nhỏ màu xanh lục về phía cơ khinh sa. Sự ngứa này trong cơ thể cơ khinh sa cuối cùng cũng giảm bớt. Mồ hôi đã thấm ướt đẫm cả sa y mỏng manh và á xích ma viết thường lót bên trong càng làm nổi bật đường nét hiểu điệu xinh đẹp của cơ khinh sa. Cơ khinh sa nhẹ nhàng thở dốc một hơi, nhìn ma cư không nói một lời. Ma cư lạnh lùng nói: "Cơ tiểu thư, cô hiện tại là tù binh của tôi thì nên tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của tù binh." đừng có nói lung tung nếu không sẽ càng phải nếm nhiều đau khổ cơ khinh xa thản nhiên cười nói đại quốc sư tôi nghĩ là thế cục hiện tại ông càng rõ ràng hơn tôi ông đã trúng phải hàng đầu của tô nam giáo chủ tuy rằng ông tu vi cao thâm mạnh mẽ áp chế hàng đầu trong cơ thể không phát tác nhưng một khi ông tiếp tục tu luyện thiên quỷ hàng pháp lực tiêu hao quá lớn thì sẽ không thể áp chế được nữa đến lúc đó loạn trong giặc ngoài thì cho dù đại quốc sư có giỏi hơn nữa chỉ sợ cũng không thể đối phó được nhỉ ma cưu sắc mặt hơi đổi lập tức cười lạnh một tiếng nói cơ tiểu thư cô hiểu biết về hàng đầu thuật cũng không ít a à. nhưng có một điểm cô có thể không biết tôi đã trúng hàng đầu của tô nam nhưng chỉ cần tôi bắt được y dùng hợp với hồn phách của y nuốt máu tươi của y thì có thể giải được hàng đầu nếu như thuốc giải đã ở trước mắt thì tôi còn có gì để lo lắng nữa cơ khinh xa không khỏi có chút sửng sốt Câu quả thật chưa nghe nói đến hàng đầu thuật lại có cách giải như vậy. Đương nhiên người bình thường, thậm chí là loại hàng đầu sư bình thường cho dù có biết phương pháp giải cũng không thể sử dụng được. Chỉ nói đến việc dung hợp hồn phách thì đã có rất ít người có thể làm được rồi, càng không nói đến nuốt sống hồn phách và máu tươi của Tô Nam. Ma Cưu không để ý tới cơ khinh xa nữa mà bắt đầu nắn bí quyết làm pháp, khu động âm hồn thứ bảy đang ẩn nấp trong điêu khắc bạch ngọc. Cắn nuốt hồn phách sống của một người đàn ông trẻ tuổi, từ giữa chán người đàn ông trẻ tuổi bắt lấy tiểu nhân màu huyết hồng, một ngụm nuốt vào bụng, sau đó khoanh chân ngồi xuống bắt đầu mạnh mẽ áp chế dung hợp sinh hồn thứ bảy. Lần này tình hình càng thêm gian nan, cơ mặt của ma cưu liên tục co giật, lộ ra thần sắc thống khổ đến cực điểm. Tô Nam vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt hết thảy cũng không do dự nữa, dưới chân vừa động thân mình giống như tên đã rời cung lao đến thạch trận bị màn xương mỏng huyết sắc bao phủ. Ngón tay vừa động, một con trùng cánh cứng tròn vo lấp lánh kim quang bị bắn ra, trong chớp mắt con trùng cánh cứng liền nhào tới trên màn xương mỏng huyết sắc, sau đó bắt đầu dẫy dụa vặn vẹo, dường như màn xương mỏng huyết sắc này đã tạo thành thương tổn rất lớn cho nó. Phanh, một tiếng, bạo liệt trùng tự nổ tung thành những mảnh nhỏ, cơn lốc kim sắc tung bay bốn phía. Màn xương mỏng huyết sắc dù có huyền diệu vạn phần cũng không ngăn được con bạo liệt trùng tự nổ, tức khắc bị nổ thành một lỗ thủng lớn. Lỗ thủng lớn này vừa mở ra, thì lập tức mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ thu nhỏ nhanh chóng của nó, chỉ cần trong khoảnh khắc đã có thể hồi phục lại như ban đầu. Tô Nam chờ chính là khoảnh khắc này, thân mình quỷ dị nhoáng lên một cái, trong nháy mắt cái động sắp hồi phục, liền từ giữa xuyên qua. Dùng một con bạo liệt trùng quý giá vô cùng để trả giá, mới có thể tranh thủ được khoảnh khắc này. Huyết ảnh Hàng, đúng là danh bất hư truyền, chỉ có điều ngay sau đó sự thật đã chứng minh, Tô Nam vẫn đánh giá thấp uy năng của Huyết ảnh Hàng. Tô Nam vừa tiến vào thạch trận, thì một cỗ kỳ hàn thấu xương mãnh liệt xông ra. Với khả năng của Tô Nam, mà trong nháy mắt cũng bị cảm giác đông cứng ảnh hưởng, động tác lập tức cũng chậm lại. Ngay tại lúc này, một tầng xương mỏng huyết sắc không hề báo trước hiện ra, bao phủ lấy Tô Nam. Mùi máu tanh xông vào mũi. Huyết ảnh hàng, này rõ ràng còn có chiêu sau. Ma Cưu đang ngồi khoanh chân bỗng mở hai mắt lạnh lùng nhìn qua, khóe miệng nhếch lên một nụ cười châm trọc. Nghĩ ma cưu từ tổn hại tinh huyết để bày ra, huyết ảnh hàng, mà chỉ có một chút huy năng như vậy sao, Tô Nam đem đại quốc sư trở thành loại người gì rồi? Tô Nam có chút kinh hãi, nhưng gặp nguy cũng không loạn, quát khẽ một tiếng, sờ bàn tay lên, một pháp khí hình bình bát đồng dạng đỏ như máu bỗng bay lên, một cỗ khí tức sinh mạng tinh thuần đến cực điểm phun ra, chính là thiên địa tinh hoa mà Tô Nam trước đó không lâu đã vụ IGTA mượn dùng từ, xích viêm thảo. Khí tức sinh mạng tinh thuần này chính là khắc tinh của, huyết ảnh hàng, khi nó phủ lên màn xương huyết sắc lập tức giống như xà trùng gặp liệt diễm bật ngược trở lại biến mất không còn thấy bóng dáng. Vẻ châm chọc trên mặt ma cư bỗng cứng nở lại giống như một cái mặt nạ hoạt hình, vụng về không chịu nổi. Nhưng ma cưu cũng không có nhiều thời gian để biểu hiện sự kinh ngạc, ngay sau đó khuôn mặt của gã bắt đầu vặn vẹo kịch liệt, màu da trở nên đỏ rực như máu tươi, một gương mặt tiểu nhân hiện ra ngay trên khuôn mặt của gã không ngừng dẫy ruộng vật lột, dường như muốn dùng hết sức để đột phá gông cùng xiềng xích, thoát ly khốn cảnh. Mồ hôi như thác nước từ trên trán ma cưu chảy xuôi xuống, mới vừa định đứng lên đã phải đặt mông ngồi phịch trở lại, chật vật không chịu nổi. Phong độ điềm tĩnh thong dong của đại quốc sư hiện giờ nửa phần cũng không còn dư lại. Tô Nam giữ tợn cười một tiếng, cắn mạnh đầu lưỡi, một ngụm máu tươi phun về phía bình bát màu đỏ. Chỉ nhìn thấy bình bát đỏ thắm chuyển động xoay tròn phát ra ánh sáng rực rỡ, huyết quang trói mắt không ngừng quay tròn bay về nơi ma cưu đang ngồi vận công trấn áp sinh hồn và hàng đầu. Trong nháy mắt bình bát liền bay đến trên đỉnh đầu ma cưu, hào quang huyết sắc bao phủ lấy ma cưu. Ma cưu lập tức cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm, trong lúc cấp bách ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt vốn màu huyết hồng thoáng cái liền trở nên xanh mét. Chỉ thấy trong bình bát có một con kim giáp trùng cực đại đang nằm trong đó, dương nanh múa vuốt con kim giáp trùng này cùng con bạo liệt trùng mà ma cư tô nam nuôi dưỡng giống nhau như đúc màu vàng kim của lớp vỏ giáp xác bên ngoài lấp lánh rực rỡ xinh đẹp dị thường khác biệt duy nhất ở chỗ con giáp trùng này so với con bạo liệt trùng bình thường thì lớn hơn rất nhiều to cỡ nửa nắm tay một đôi răng nanh lộ ra bên ngoài miệng dài chừng nửa tấc tướng mạo vô cùng dữ tợn bạo liệt trùng vương ma cư không kìm nổi la thất thanh Nghe đồn rằng rất nhiều năm trước từng có hàng đầu sư bồi dưỡng được Bạo liệt trùng vương, uy lực hơn xa bạo liệt trùng bình thường, sau khi tự nổ thì bất kể là ai chỉ cần dính phải một chút thôi là lập tức mất mạng. Chỉ có điều phí tổn nuôi dưỡng Bạo liệt trùng vương lớn đến kinh người, cần phải có một lượng lớn những con bạo liệt trùng trưởng thành cắn nuốt lẫn nhau, con chiến thắng cuối cùng chính là trùng vương. Bạo liệt trùng vốn đã rất khó nuôi dưỡng, mỗi một con bạo liệt trùng đều phải lấy người sống làm ký chủ một con bạo liệt trùng liền đại biểu cho một mạng người. Hàng đầu sư bình thường căn bản là không có năng lực bồi dưỡng bạo liệt trùng, càng không nói đến việc bồi dưỡng bạo liệt trùng vương, rồi. Ma cư ngồi ở vị trí đại quốc sư đã 30 năm, quyền thế ngút trời cũng chưa từng thử bồi dưỡng bạo liệt trùng vương. Đó là việc không thể chắc chắn. Cổ lão tương truyền, bồi dưỡng, bạo liệt trùng vương, cần phải có vận khí cực lớn, cho dù để rất nhiều con bạo liệt trùng trưởng thành cắn nuốt lẫn nhau, thì cuối cùng cũng chưa chắc nhất định bồi dưỡng ra trùng vương, khả năng tất cả đồng quy vô tận càng lớn hơn một chút. Việc đó thật đúng là mất cả trì lẫn trải rồi. Lại nói, đối với ma cưu thì bạo liệt trùng bình thường cũng đã đủ rồi, đối với những đối thủ bình thường thì sao lại phải đến phiên đại quốc sư dùng bạo liệt trùng đối phó. Ma cưu chỉ cần một cái phất tay cũng đủ làm người đó tan thành cho bụi. Đối với ma cưu mà nói thì, bạo liệt trùng vương, uy lực có lớn hơn nữa, cũng là vật không cần thiết quan trọng nhất là phương pháp bồi dưỡng, Bạo Liệt Trùng Vương sớm đã thất truyền, không chỉ đơn giản là cho những con trùng cắn nuốt lẫn nhau, tương tàn lẫn nhau, mà còn cần rất nhiều bí quyết phụ trợ bắt buộc, nếu không cẩn thận thì bao nhiêu công sức sẽ đổ sông đổ bể hết. Ma cư tuyệt đối không nghĩ tới Tô Nam đã lén bồi dưỡng được vũ khí Giota ít người siêu cấp như Bạo Liệt Trùng Vương. Ngay tại nửa tháng trước bên trong hoàng phủ, Ma cư dùng Bạo Liệt Trùng đối phó với Tô Nam, Tô Nam còn rất kinh ngạc lời lẽ chính nghĩa trách móc ma cưu sát hại mạng người luyện chế tà trùng. Ai mà ngờ cái người, nho nhã, xưng là giáo chủ tô nam này không những ngấm ngầm nuôi dưỡng bạo liệt trùng, mà thậm chí cả trùng vương cũng bồi luyện ra. chương 547, Bạo liệt trùng vương 2 Tô nam người bản thân đã bồi dưỡng bạo liệt trùng, không biết đã sát hại biết bao mạng người. Lại còn ra vẻ đạo mạo. Trong đầu ma cưu rất nhanh hiện ra từ này. Trong lúc hoảng hốt ma cưu bỗng nghĩ tới, dường như trong lời đồn đại hàng đầu sư từng bồi dưỡng ra, bạo liệt trùng vương, chính là tổ sư của phái nạp cát, đã nhiều năm trước kia là hàng đầu sư số một của nước Đan Mạn, vinh dự được hoàng thất khâm phong đại quốc sư. Khó trách Tô Nam có thể đào tạo ra trùng vương. Tô Nam, ngươi là tên ngụy quân tử. Ma cư vừa vội vừa giận, bắt đầu quát lớn. Bình bát huyết sắc đó cũng không biết là bảo vật gì, không những có thể hấp thu tinh khí sinh mệnh của, xích viêm thảo, phát ra hào quang, thậm chí còn làm cho ma cưu cảm thấy xương cốt mềm nhún dường như là khí lực cả người cũng không ngừng bị thứ này hấp thu hơn nữa tử mệnh trong cơ thể lại không ngừng giấy giụa tiểu nhân huyết sắc và hàng đầu mà tô nam hạ trên người gã đều không chịu ngoan ngoãn ma cưu dù có bản lĩnh thông thiên triệt địa thì lúc này cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn khó có thể kháng cự khuôn mặt nho nhã của tô nam hiện lên nụ cười dữ tợn ma cưu đây là đặc biệt chuẩn bị cho ngươi tuy rằng vẫn không phải là trùng vương chân chính nhưng cũng là siêu cấp bạo liệt trùng rồi. Ta dùng 12 con bạo liệt trùng mới có thể bồi dưỡng ra đấy, đủ đối phó với ngươi rồi. Tô Nam, hóa ra ngươi vẫn luôn tính kế ta. Đó là đương nhiên, Ma Cư, ngươi đừng có quên, con trai ta Duy Đa chính là chết trong tay, phái bất cổ các ngươi, ta và phái bất cổ các ngươi không đội trời chung. Tô Nam tàn bạo nói, trong đôi mắt bắn ra huyết quang, hận ý ngập trời. Gờ yêu ta ít con của ngươi là Zino, Ma Cưu kêu lên. Có thể nghe được Ma Cưu Đại Quốc Sư thật sự sợ hãi rồi, thậm chí còn đem mọi tội lỗi đổ lên đầu Zino. Nếu không phải là đã vô cùng quẫn bách, thì với ngạo khí của Ma Cưu Đại Quốc Sư làm sao có thể nói ra những lời như vậy. Ta biết. Zino đã bị ta gờ yêu ta rồi. Y dùng, huyết phú hàng, gờ yêu ta con trai ta, ta cũng để cho Y nếm thử mùi vị của huyết phú hàng. Y hiện tại đã tan xương nát thịt. Nhưng chỉ như vậy thôi thì vẫn chưa đủ ta muốn tiêu diệt, phái bất cổ, các ngươi, cho các ngươi vĩnh viễn cũng không thể trở mình được, cho toàn bộ người trong nước đan mạn đều nhìn thấy ai mới là chân chính là, đệ nhất hàng đầu sư. Ma cư, chịu chết đi. Tô Nam giống to, hai tay nắn bí quyết đồng thời chỉ về phía trước, hai đạo pháp lực vô cùng hùng hậu bắn ra, đánh vào trên bình bát huyết sắc, quang hoa trên bình bát càng thêm chói mắt. Bạo liệt trùng vương, vốn yên ổn dính trong bình bát trong nháy mắt thân mình phình to ra, toàn thân biến thành bộ dạng mờ mờ ngay sau đó con trùng vương này đã muốn nổ tung rồi. đúng lúc này tiếng niệm chú trong miệng của tô nam bỗng nhiên ngừng lại, hai mắt trợn lên thật lớn, toát lên thần sắc không dám tin. dường như có sự tình không nghĩ đến bỗng nhiên phát sinh. cơ khinh xa ngạc nhiên khi nhìn thấy một con rết khổng lồ cắn vào chân tô nam. con rết này không thể nghi ngờ chính là linh sủng bổn mạng của ma cưu. ngay từ đầu ở trên không, thánh thuyền xua đuổi bình bát huyết sắc sau khi tô nam phi thân thối lui đi xa liền không có người để ý đến hành tung của nó nữa song là linh sủng bổn mạng của đệ nhất hàng đầu sư thật sự không nên bị xem nhẹ như vậy trong thời khắc quan trọng nhất con rết này quả nhiên chui ra một kích lập công trong nháy mắt sắc mặt của tô nam biến thành màu cho tàn một cỗ khí tức tử vong trước mắt đã bao phủ xuống người y chỉ là lúc này con bạo liệt trùng vương trong bình bát cuối cùng cũng nổ tung một đoàn quang hoa kim sắc vô cùng rực rỡ bỗng nhiên nở rộ giữa không trung, ngay lập tức làm bình bát huyết sắc nổ tan thành nhiều mảnh, hình thành một lốc xoáy kim sắc cực đại chụp xuống đầu ma cư. Cũng trong lúc này ma cư vốn tay chân mềm nhũn, thân mình chuyển động không linh hoạt bỗng bộc phát ra lực lượng vô cùng, hai tay chống trên mặt đất một cái, cả người lập tức giống như tên rời khỏi cung phóng thẳng về phía tô nam. Tất cả mọi việc gần như là phát sinh cùng một lúc. Con rết bổn mệnh cắn tô nam, trùng vương nổ tung, Ma Cưu chạy trốn, đồng thời phát sinh, không có tuân theo bất cứ trình tự trước sau nào. Cho dù động tác của Ma Cưu có nhanh như thiểm điện, nhưng Trùng Vương nổ tung hình thành lốc xoáy kim sắc tốc độ thật sự quá nhanh, thân thể của Ma Cưu rời khỏi phạm vi bao phủ của lốc xoáy kim sắc, nhưng chân phải của gã cũng không tránh thoát được. Hết thảm một tiếng, từ trong miệng Ma Cưu phát ra. Chỉ thấy lốc xoáy kim sắc dính vào chân phải Ma Cưu giống như có nham thạch nhiệt độ cực cao đi qua tất cả mọi nơi nó đi qua ra thịt đều bong chóc mục nát. Chỉ trong khoảnh khắc mà toàn bộ chân phải của ma cưu đều biến thành nùng huyết, bị lốc xoáy kim sắc cắn nuốt sạch sẽ. Hơn nữa loại ăn mòn kinh người này cũng không có dừng lại, ngược lại còn lấy tốc độ cực nhanh lan tràn lên phía trên, chớp mắt cả bắp chân của ma cưu cũng biến thành nùng huyết. Ma cưu không nói hai lời, tay phải vừa lật trong tay liền có thêm một kiện pháp khí đen nhánh, vung ngược tay lại cắt đứt phần chân từ đầu gối trở xuống, máu tươi lập tức phun ra như suối nhưng mà tình cảnh ma cư bị thương so với người bình thường bị thương cũng không giống nhau, từ dòng máu tươi phun ra cơ khinh xa mơ hồ nhìn thấy mấy gương mặt huyết sắc chợt lóe lên trong không trung rồi biến mất. Dường như chính là bảy sinh hồn ma cư vừa rồi cưỡng ép cắn nuốt nhưng chưa hoàn toàn bị dung hợp. Ma cư bất chợt bị thương, nên tinh khí của những sinh hồn này lập tức theo máu trôi ra khỏi cơ thể. Đương nhiên ma cư sẽ không cho phép loại tình hình không chút trở ngại này tiếp tục xảy ra, giờ ống tay áo lên, một con rắn dài mảnh đen sẫm bắn ra. Con rắn nhỏ này nhìn qua cực kỳ nhỏ, nhưng thân mình lại dài tới 5-6 thước. Trong các loại xà trùng thân hình dài mảnh thì, dáng người, con rắn nhỏ này không khỏi quá, thon thả, rồi, trong các loại xà trùng thậm chí có thể gọi là dị tộc. Con rắn dài mảnh đen sẫm này dường như có chút linh tính, vừa mới bắn ra nhìn thấy chân ma cư máu tươi tung tóe nó lập tức ngẩng đầu lên, hít khà zzz hí zzz, phun ra nuốt vào, cái lưỡi tựa hồ đặc biệt hưng phấn không đợi ma cưu phân phó thêm thân mình uốn éo rồi bay vụt lên trước quấn trên đùi phải của ma cưu dùng sức buộc chặt cái đầu nhỏ đâm vào trong vũng máu mở lớn miệng hút lấy máu tươi tiếng chật chật nghe vào trong tai cơ khinh xa rất kinh người nhưng mà phương pháp cầm máu khác người này cũng khá hữu dụng gần như là ngay tức khắc máu tươi phun ra trên chân của ma cưu đã ngừng lại màu sắc của con rắn dài mảnh sau khi uống qua máu tươi cũng biến từ đen sẫm sang màu đỏ sậm cơ thể dài mảnh cũng thô to thêm một chút nhưng sắc mặt của ma cưu lại trắng bệch, hai tay lại trống xuống dưới đất đập mạnh, mãnh lia đứng lên, thân thể lắc lư vài cái cuối cùng cũng đứng vững, nhìn chằm chằm vào tô nam ở cách đấy không xa, trong mắt bùng lên ngọn lửa phẫn nộ vô cùng. Tô nam liền mỉm cười, một nụ cười châm biếm nở ra trên khuôn mặt màu cho xám của y, đôi mắt vô thần nghinh tiếp ánh mắt của ma cưu, không có chút sợ sệt cây ếch yêu ta ép đảm nào. Ma cưu, người nghĩ rằng chỉ như vậy là được rồi sao? ngươi cũng quá xem thường trùng vương của ta rồi đó ma cư vùng đào cắt chân quả thật cũng đủ quyết đoán nhưng ông ta sử dụng cũng chỉ là một phương pháp cầm máu phương pháp cầm máu bình thường lại như thế nào có thể ngăn cản được sự ăn mòn của hàng đầu thuật của bạo liệt trùng vương mặc dù tô nam đã thừa nhận đây vẫn không phải là trùng vương chân chính nhưng uy lực cũng đã đủ mạnh rồi ma cư cười lạnh một tiếng lạnh lùng nói cái này thì có quan hệ gì bắt được ngươi sau đó hút máu tươi của ngươi thì hàng đầu ngươi hạ cũng sẽ tự giải trừ ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi cơ hội này sao tô nam bắt đầu cười ha hả bỗng mở lớn miệng cơ khinh xa thiếu chút nữa sợ hãi hô lên sắc mặt ma cư cũng lập tức biến thành cực kỳ khó coi chỉ thấy tô nam mở miệng ra xuất hiện một con kim giáp trùng nhỏ rực rỡ bám chặt trên đầu lưỡi tô nam dường như đang hấp thu máu tươi của tô nam con giáp trùng nhỏ này ma cư đương nhiên nhận ra lại là một con bạo liệt trùng khác với các con bạo liệt trùng khác ở chỗ tô nam không ngờ lại nuôi dưỡng con bạo liệt trùng này trong chính cơ thể của mình dùng máu tươi của mình để nuôi dưỡng lẽ nào con bạo liệt trùng này lấy bản thân tô nam làm ký chủ sao không đến mức điên cuồng như vậy chứ nhưng sự tình này cho thấy mặc kệ con bạo liệt trùng này có phải dùng bản thân tô nam làm ký chủ hay không thì ma cư muốn cắn nuốt linh hồn của tô nam hút cạn máu tươi của y lại là muôn vàn khó khăn rồi chương 548, hậu thủ của Tô Nam. Chỉ cần Ma Cưu làm như vậy, thì Tô Nam sẽ lập tức cho nổ con bạo liệt trùng trong miệng, làm cho chính mình nổ tan thành từng mảnh. Hơn nữa Ma Cưu tin rằng Tô Nam chắc chắn sẽ dùng chính thân thể của mình để biến thành thủ đoạn công kích cuối cùng, lấy phương thức tự bạo đối phó kẻ địch, tiến hành công kích cuối cùng thảm thiết nhất. Đây là phương thức mà bất cứ hàng đầu sư nào lúc tự bạo cũng đều chọn dùng. Tô Nam chỉ cười hai tiếng, thanh âm lập tức biến thành trầm thấp, một cỗ khí thức tử vong lướt qua trên mặt y, con rết cực đại đang cắn mắt cá chân y cũng biến mất không thấy đâu nữa, nhưng hàng đầu đã sớm xâm nhập vào cơ thể y. Người sau khi bị linh sủng bổn mệnh của đại quốc sư cắn qua mà còn kiên trì không ngã xuống, trên thế giới này căn bản là không tồn tại. Tô Nam cũng quyết không thể ngoại lệ. Khác nhau ở chỗ là thời gian Tô Nam kiên trì được so với người khác dài hơn một chút. Nhưng cũng chỉ là như vậy. Tô Nam đưa lưng về phía cột đá chậm rãi ngồi xuống phía sau Tô Nam là người đàn ông trẻ tuổi tướng Mệnh Thuần Dương bị ma cư hấp thu tinh hồn đã sớm trở thành một cỗ thi thể, đồng nghiêng về một bên, sắc mặt trắng bệnh âm u. Tô Nam phải dựa lên đùi cỗ thi thể này. Có thể nhìn ra được, không bao lâu nữa đường đường là giáo chủ, phái nạp cát, hàng đầu sư số một nước đan mạn Tô Nam cũng sẽ giống như người đàn ông trẻ tuổi này biến thành một cỗ thi thể giá lạnh. Tuy nhiên trên mặt Tô Nam trước sau vẫn thản nhiên mang theo ý cười châm chọc, có thể ở trong khu vực trung tâm trang viên của Ma Cư cùng Đại Quốc sư Ma Cư đồng quy vô tận, Tô Nam cũng đã thấy không uổng rồi. Nhưng Ma Cư hiển nhiên không cho là vậy. Đại Quốc sư cực kỳ chán ghét liếc nhìn Tô Nam một cái, cười lạnh nói: Tô Nam, người quả nhiên là mưu lược sâu xa, vì đối phó với ta quả thực đã không từ bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng ở tại đây thì hết thảy mưu kế của ngươi đã định trước sẽ không có hiệu quả. Mở to mắt ngươi ra mà xem cho rõ đó là cái gì đại quốc sư chợt xoay người sang chỗ khác, giơ tay chỉ vào đóa hoa màu hồng lớn ở trung tâm, thánh tuyền, xích viêm thảo. Xích viêm thảo, vẫn nở rộ như trước, lay động theo gió, sức sống dồi rào như biển. Chỉ cần có, xích viêm thảo, thì cho dù ta có bị thương nặng đến cỡ nào, cho dù ngươi hạ hàng đầu ác độc như thế nào với ta, thì cũng chỉ là việc nhỏ, không có ai có thể ngăn cản ta tu luyện, thiên quỷ hàng. Tô Nam, ta cho ngươi biết, đợi sau khi ta thần công đại thành, chuyện thứ nhất ta muốn làm chính là đem, phái nạp cát của ngươi tiêu diệt sạch sẽ, gà chó cũng không tha. Khiến cho, phái nạp cát, từ nay về sau sẽ hoàn toàn biến mất khỏi nước đan mạn. Ma cư bắt đầu nghiến răng nghiến lợi giống lên giận dữ. Mặc dù miệng gã nói như không sợ hãi điều gì, kỳ thực sự xuất hiện của Tô Nam đã đủ tạo thành phiền toái lớn cho gã. Thiên quỷ hàng, là vô thượng thần thuật thần kỳ thế nào? Trăm nghìn năm qua ngoại trừ, đại thiên vương, lạp chát đắc lý thì không có người thứ hai luyện thành. Ma cưu vì tu luyện môn thần thuật này đã chuẩn bị gần chẵn 30 năm, trong thời kỳ tinh khí thần đều đạt đỉnh cao mới tu luyện mà cũng không nhất định có thể thành công. Càng không nói đến gã hiện tại liên tiếp bị thương, thân chúng hai loại hàng đầu. Cho dù có, xích viêm thảo, trong thời điểm quan trọng có thể cứu mạng, nhưng tinh khí bản thân tổn hao quá nhiều, tỷ lệ thành công tu luyện, thiên quỷ hàng, đã hạ thấp rất nhiều. Tu luyện, thiên quỷ hàng, là một con đường không lối về, hoặc là thành công hoặc là thất bại, mà hậu quả của thất bại chính là chết. Khống chế không được 12 âm quỷ cắn trả thì không thể nghi ngờ là chắc chắn phải chết. Không có con đường thứ ba có thể đi. Bởi vậy có thể thấy ma Cưu căm hận Tô Nam đến mức nào. Tuy nhiên lúc này ma Cưu lại không dám đến gần Tô Nam. Tô Nam nhìn qua đang hấp hối, thậm chí ma Cưu rít gào cũng không có bất cứ phản ứng nào, tử thần lúc nào cũng có thể đến nhưng chỉ cần Tô Nam còn một hơi thở ma cư cũng không dám mạo hiểm, ngược lại hai tay nắn bí quyết miệng lẩm bẩm vội vàng thi pháp, hạ liên tiếp hai cấm chế trên người Tô Nam. Đây là chuẩn bị để phòng ngừa Tô Nam vào thời điểm cuối cùng tự nổ. Cái chết của hàng đầu sư không thể lấy tiêu chuẩn của người bình thường để đánh giá. Cho dù Tô Nam không còn hơi thở, nhưng chỉ cần vẫn còn một tia thần niệm tồn tại, thì cũng có thể dẫn nổ bạo liệt chung. Giả dụ Ma Cư không cẩn thận đến gần Tô Nam, thì vẫn có khả năng bị tính kế. Cái bẫy như thế ma cư tuyệt đối sẽ không mắc phải. Ma cư thật vất vả mới thi pháp xong, lúc này mới thật sự thở phào một cái. Có hai loại cấm chế này, thì cho dù tô nam tự nổ cũng không thể làm tổn thương đến chính mình. Chẳng qua sau chuyện này thì pháp lực của ma cư tiêu hao lại càng nhiều, sắc mặt đã trở nên càng thêm xám trắng, lộ ra thần thái vô cùng mệt mỏi. Cũng đến tận lúc này ma cư mới có thể có thời gian cẩn thận xem xét vết thương trên chân phải, tạm thời xử lý một chút. Nhưng bất luận gã làm như thế nào thì gã cuối cùng cũng mất đi một cái chân, hành động không dễ dàng như lúc trước. Đợi ma cư hoàn toàn xử lý xong vết thương, lại nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi mới ngẩng đầu nhìn vào trung tâm, thánh tuyền, chuẩn bị hấp thu tinh hoa của, xích viêm thảo, để khôi phục thương thế, nhưng hai hàng lông mày bỗng dựng lên chỉ thấy một người đàn ông trẻ tuổi dáng người cao lớn nho nhã đang chậm rãi bước ra khỏi mê cung tiến về thạch trận con người của ma cưu bỗng co rút lại không thể nghi ngờ người đàn ông trẻ tuổi ung dung nho nhã không nhanh không chậm này chính là tiêu phàm sau khi ma cưu thi triển huyết ảnh hàng bao phủ lại toàn bộ thạch trận đã hoàn toàn ngăn cách liên hệ với mê cung nhưng trước lúc huyết ảnh hàng có hiệu lực gã vẫn có thể cảm ứng được đại trận mê cung chỉ bị phá đi một cái nhãn trận vẫn còn hai cái nhãn trận có hiệu lực. làm thế nào trong khoảng thời gian ngắn như vậy, tiêu phàm có thể thoát khỏi đó chứ? gia văn chấn thủ đại trận mê cung lại còn thêm mấy tên hàng đầu đại sư nữa, chẳng lẽ toàn bộ đều bị tiêu phàm gỡ iota s rồi? ma cưu khó có thể tin được. nhìn khắp toàn bộ nước đan mạn, gia văn có lẽ chưa phải là kẻ mạnh trong số các hàng đầu đại sư, so với những hàng đầu đại sư như tô nam, cao trừng, nạp tả có tranh lệch rõ ràng nhưng có đại trận mê cung và những hàng đầu đại sư khác hỗ trợ, cho dù không thể gỡ yêu ta ít chết tiêu phàm, thì ít nhất cũng phải ngăn cản hắn một thời gian không ngắn chứ. Nhưng tiêu phàm hiện ở trước mắt, rõ ràng không phải là mắt gã có vấn đề. Thậm chí thanh kiếm nằm trong tay tiêu phàm kia ma cư cũng nhận ra được, chính là bảo vật chấn giáo, trảm ma kiếm, của Ngọc Dương Quan, mà lúc trước Zino mang về bị tiêu phàm tiện tay mượn sử dụng. Trước khi tiêu phàm đi vào thạch trận đã dừng bước, mắt nhìn về phía tầng xương mỏng huyết sắc tản ra một cỗ huyết tinh gai mũi, hai hàng lông mày nhíu lại. Ánh mắt khi nhìn thấy cơ khinh xa bên trong thạch trận lại lập tức lộ ra sự quan tâm. Tiêu phàm cẩn thận, đây là hàng đầu. Cơ khinh xa không kìm được kêu lên. Trước đó cơ khinh xa vẫn điềm tĩnh tự nhiên, cho dù chúng phải hàng đầu của ma cư cũng cắn răng chịu đựng, tuyệt đối không lên tiếng cầu xin. Tiêu phàm vừa xuất hiện, cơ khinh xa liền không kìm được nữa. Ánh mắt sắc bén của Ma Cưu quét qua, khinh thường cười một tiếng. Xem, huyết ảnh hàng, là cái gì? Ở dưới sự bao phủ của hàng đầu còn có thể tự nhiên trò chuyện. Chính vào lúc này thanh âm rõ ràng của tiêu phàm truyền vào, ôn hòa công chính, ngữ khí không mang theo chút hung bạo nào, thật giống như đang bình tĩnh hỏa nhã thương lượng với Đại Quốc Sư Ma Cưu. Đại Quốc Sư, xin ngài thả khinh xa, cũng thả giáo chủ tô nam ra. Ma Cưu đầu tiên là cả kinh sau đó lập tức chấn định lại cười lạnh một tiếng nói tiêu tiên sinh ngài cảm thấy có khả năng này sao tôi cũng biết khả năng này là rất nhỏ nhưng tôi vẫn muốn cố gắng nỗ lực lần cuối đại quốc sư là tôn sư một phái tôi hy vọng đàn ông chúng ta có thể giải quyết chuyện này thanh âm của tiêu phàm vẫn bình thản như trước không hề nóng vội tiêu tiên sinh ngài nói đùa sao là nữ nhân của ngài đến trang viên của tôi làm nội ứng trước bị tôi phát hiện hiện tại ngài lại nói những lời này là nghĩ tôi ngu mốc sao? Hay là nói người hoa các người đều có thói quen đổi trắng thay đen? Tiêu phàm nhẹ nhàng gật đầu, ngậm miệng lại. Sự tình đã đến bước này rõ ràng đã không thể thông qua, đàm phán, đến giải quyết vấn đề, chỉ có thể dựa vào thực lực để phân thắng thua. Tiêu phàm dơ, chảm ma kiếm, trong tay lên, tay phải cầm lấy chuôi kiếm, vụt một tiếng lợi kiếm đã xuất ra khỏi vỏ ba tắc, hàn quang bắn ra bốn phía, một cỗ sát khí dày đặc cũng theo đó mà ra. chương 549, Uy Hát Yêu ta Dừng tay, không đợi, chảm ma kiếm, hoàn toàn ra khỏi vỏ, mà cừu đã hét to một tiếng, một chân khẽ nhún trên đất thân mình đã nhẹ nhàng bay đến trước mặt cơ khinh xa, đưa tay phải lên bóp cái cổ trắng nõn tinh xảo của cơ khinh xa. Tiêu tiên sinh, muốn nữ nhân của ngài sống liền ngoan ngoãn đứng tại đó đừng nhúc nhích. Nếu không tôi gợi yêu ta ép cô ấy. Ma nói không chút khách khí, giọng điệu chắc như đinh đóng cột, không có một chút cơ hội giàn xếp nào. Kỳ thực dưới tình hình cơ khinh xa đã bị quản chế không có lực để phản kháng, Ma muốn gỡ Iota ta cô cũng không cần phải, phiền toái, như vậy, chỉ cần một cái phát tay cũng đủ đạt đến mục đích rồi, động tác trước mắt này hiệu quả uy hát Iota -S là rõ ràng nhất. Cái cổ trắng nõn xinh đẹp của cơ khinh xa với cánh tay ngăm đen nổi đầy gân xanh của Ma tạo thành sự đối lập rõ nét, làm cho giác quan của người khác bị ký bản quyền tê ý bản quyền mãnh liệt. Tiêu phàm lập tức dừng động tác. Cơ khinh sa mỉm cười, ý châm chọc và khinh thường trên mặt như thế nào cũng đều không thể che giấu được. Đại quốc sư, thật mất mặt. Không nghĩ tới ma cưu tiên sinh đường đường là đệ nhất hàng đầu sư của nước Đan Mạn, tự nhận là người kế thừa y bát của Đại Thiên Vương, lạp chát đắc lý cư nhiên lại lưu lạc đến tình cảnh này, phải dựa vào uy hát yêu ta ép nữ nhân để bảo vệ mạng già của mình. Cơ khinh xa chậm rãi nói, vừa nói vừa nhẹ nhàng lắc đầu. Ma cưu cũng không mắc mưu, cười lạnh nói. Cơ tiểu thư, người đàn ông của cô cũng không mạnh hơn tôi chỗ nào, còn không phải để nữ nhân của mình đến chỗ tôi làm nội gián sao. Theo như lời người hoa các người nói là hắn có thể làm mùng một thì tôi cũng có thể làm mười lăm. Đã biết đây là chuyện của nam nhân chúng tôi, thì ban đầu cô không nên chen vào, nếu như cô đã chen vào rồi lại còn muốn bình yên rút lui ra ngoài thì đúng là nằm mơ đi. Đại quốc sư, nếu ngài không làm hại khinh sa thì tôi xin bảo đảm chuyện giữa hai chúng ta cho dù thắng bại như thế nào cũng sẽ không liên lụy đến những hàng đầu sư khác của quý phái. Tiêu Phạm yên lặng nhìn thẳng Ma Cưu, chậm rãi nói, thanh âm trầm thấp. Người đàm uy hát yêu ta ép ta. Ma Cưu ngửa mặt lên trời cười ha hả, trong tiếng cười đầy áp sự trào phúng. Tiêu phàm bình tĩnh nói. Đại quốc sư, đây không phải uy hát yêu ta ép, đây là điều kiện trao đổi. Hừ, điều kiện trao đổi, nếu như ta chết rồi, phái bất cổ, còn cần thiết tồn tại sao? Cho dù ngươi gờ yêu ta ết sạch bọn họ thì liên quan gì tới ta? Ngươi có biết tại sao ta không lấy vợ không sinh con không? Bởi vì ta theo đuổi là đạo trường sinh, chỉ cần ta có thể trường sinh thì vợ con hậu nhân có tác dụng gì? Ta nếu không thể trường sinh thì tất cả mọi thứ trên thế tục này đối với ta còn ý nghĩa gì? Ngươi cảm thấy ta sẽ tiếp nhận điều kiện trao đổi của ngươi sao? Ma Cưu khinh thường nói. Đại quốc sư, lui về phía sau. Ma Cưu lại giống to một tiếng. Nếu không ta gờ yêu ta nữ nhân của ngươi trước, sau đó cùng ngươi quyết một trận tử chiến. Thanh âm của Ma Cưu đã hiện rõ sự nôn nóng, thậm chí còn xem lẫn ý điên cuồng. Dị sắc vàng kim từng đợt nổi lên trên mặt gã, nhìn qua giống như đúc màu sắc lớp vỏ của bạo liệt trùng vương, trên da Ma Cưu không ngừng chuyển động. Hai lần liên tiếp chúng hàng đầu bạo liệt trùng của Tô Nam, chống chọi đến lúc này cũng đã khó tiếp tục áp chế xuống rồi, bắt buộc phải lập tức xử lý. Tay của ma cư bỗng nhiên tăng thêm sức mạnh. Trên mặt cơ khinh xa hiện lên biểu tình thống khổ. Tiêu phàm yên lặng lui lại phía sau, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như trước. Nhưng mờ u bàn tay trái cầm kiếm đã nổi lên từng đám gân xanh, ngón tay bởi vì dùng lực quá lớn mà trắng bệch, cho thấy nội tâm của tiêu phàm cũng không bình tĩnh như vẻ bên ngoài của hắn. Một trận tối nay quan hệ đến sự sống chết của bản thân, cũng quan hệ đến sự sống chết của Tân Lâm và cơ khinh xa. Hai người phụ nữ phong hoa tuyệt đại này đã cho hắn sự tín nhiệm lớn nhất, không hề cất giữ lại chút nào. Ma cưu cắn chặt răng, gắt gao nhìn thẳng tiêu phàm, cánh tay phải bóp cổ cơ khinh xa bắt đầu khẽ run rẩy. Nếu vẫn không nghĩ được biện pháp, thì hàng đầu trong cơ thể gã thật sự áp chế không nổi rồi. Đúng vào lúc này trong mê cung lại vang lên tiếng gầm giận dữ, Gia Văn đem theo mấy vị hàng đầu sư khác xông ra nhìn qua vị hàng đầu đại sư chỉ dưới ma cư của, phái bất cổ, lúc này có chút chật vật, khắp mặt toàn là máu, mất một con mắt, chỗ mắt trái bây giờ là một cái hốc trống rỗng máu me nhảy nhụa, nhãn cầu đã không cánh mà bay. Theo sát sau gia văn còn có hai vị hàng đầu đại sư và bốn vị hàng đầu sư khác trên người cũng đầy vết thương, không có lấy một người nguyên lành. Đám người gia văn vừa nhìn thấy tiêu phàm, ánh mắt lập tức sôi trào lửa giật, hận không thể đem người đàn ông Trung Hoa trẻ tuổi này một ngụm nuốt vào, cắn thành từng mảnh nhỏ. Đại trận mê cung vốn bố trí để vây hãm tiêu phàm, ai biết được tình hình lại đảo lộn hết. Tô Nam và tiêu phàm lần lượt xông ra khỏi mê cung, mà đám người gia văn ngược lại bị vây trong mê cung đến giờ mới có để xông ra được. Ảo thuật này trở thành có chút cổ quái. Chỉ là trong lúc này ma cư căn bản cũng không có thời gian để truy cứu tường tận sự việc này, vừa thấy đám người gia văn hiện thân không khỏi vui mừng cất cao giọng kêu lên. Gia văn, ngăn hắn lại chỉ cần ngươi giúp ta tranh thủ 15 phút đồng hồ, ta sẽ đem phương pháp bồi dưỡng linh sủng thứ hai truyền cho ngươi. Phương pháp bồi dưỡng linh sủng thứ hai là sáng tạo độc nhất của Đại quốc Sư Ma Cưu, trước đó không có người nào thành công bồi dưỡng linh sủng thứ hai. Phương pháp bồi dưỡng này Ma Cưu chỉ truyền cho đệ tử chân truyền của mình, độ thân mật của đám người gia văn còn kém một chút. Nhưng trong lúc này Ma Cưu tự nhiên sẽ không giữ lại cái gì trước kia gã đã hứa đem chức vị đại tế thi, phái bất cổ, truyền cho gia văn, hiện giờ cũng chỉ có phương pháp bồi dưỡng linh sủng thứ hai mới có thể đả động gia văn liều mạng với tiêu pham. Sư thúc yên tâm, con cùng người này không đội trời chung. Gia văn nghe vậy nghiến răng nghiến lợi kêu lên. Cả đời gia văn chưa bao giờ bị thất bại thảm hại như tối hôm nay, không những sư đệ và đệ tử thân truyền gần như chết sạch mà bản thân cũng bị hỏng một con mắt, tất cả mọi thứ đều do tên người hoa trước mắt ban tặng cho dù đại quốc sư ma cưu không, nâng giá y, thì gia văn cũng tuyệt đối không bỏ qua cho tiêu phàm. Sự kiêu ngạo của hàng đầu đại sư cũng không cho phép y tại thời khắc quan trọng này làm con rùa rụt đầu. Tốt, tốt lắm. Ma cưu lập tức cảm thấy vui vẻ. G ta ít hắn. Gia văn gầm lên một tiếng giận dữ, huy pháp khí trong tay xông tới chỗ tiêu phàm. Trong mê cung, rõ ràng là sân nhà của mình mà lại bị người này làm cho quay vòng vòng, trơ mắt nhìn sư đệ và đệ tử lần lượt bị công kích, từng người một bị gợi yêu S, luôn chỉ kém có một chút mà không kịp cứu viện, Gia Văn đã sớm hoán khí ngập trời. Hiện giờ tiêu phàm đang ở trước mắt, cuối cùng cũng không còn mê cung trở ngại, Gia Văn sao có thể không liều chết tiến lên cùng tiêu phàm quyết một trận thắng bại chứ? Những tên hàng đầu sư khác cũng có cùng tâm tư như Gia Văn, bất chấp tất cả theo sau Gia Văn lớn tiếng hò hét, giờ cao pháp khí vọt lên. Ma Cưu không có thời gian để ý đến thắng lợi của trận chiến này, gã nhất định phải nắm bắt hết thảy thời gian, không thể lãng phí được nữa rồi. Tức khắc buông cơ khinh xa ra, một chân khẽ nhún thân mình liền bay về phía Thánh tuyền, một chảo vừa ra một cánh hoa, xích viêm thảo lại bay lên. Ma Cưu há miệng nuốt lấy cánh hoa rồi lập tức ngồi xuống bắt đầu vận công điều tức chữa trị thương thế. Bên ngoài thạch trận tiếng la hét đã ngút trời, đánh gờ yêu ta ít thành một đoàn. A. À. Ma cư vận công điều tức chưa đến 15 phút, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, theo tiếng kêu thảm thiết này là một thân ảnh hoa chân múa tay giữa không chung, trực tiếp bắn tới làn xương mỏng huyết sắc do, huyết ảnh hàng, hình thành. Không ngờ lại là hàng đầu đại sư Gia Văn, mà các hàng đầu sư khác tham gia vây công tiêu phàm đã sớm nằm la liệt dưới đất, không rõ sinh tử. Giữa tiếng kêu gào thảm thiết, Gia Văn không có chút lực kháng cự đâm đầu vào màn xương mỏng huyết sắc huyết ảnh hàng, không phân biệt địch ta, một khi có người xông vào thì đám xương mỏng huyết sắc lập tức cuốn lấy, bao vây toàn thân gia văn. Huyết ảnh hàng, là tinh huyết bản thân đại quốc sư ma cư hóa thành, sự lợi hại của nó không cần phải nói. Màn xương mỏng huyết sắc vừa bao vây thân thể gia văn, liền có vô số tơ máu chui vào trong thân thể gia văn nhìn như vô số con sâu nhỏ huyết sắc đang cắn nuốt thân thể gia văn. Gia văn chỉ kịp kêu thảm một tiếng liền hôn mê, Cơ thể vốn có thể xem là cường tráng của y với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường nhanh chóng khô quát đi, dường như tinh khí thần toàn thân đều bị bay đi nhanh chóng. Cùng lúc đó màn xương mỏng huyết sắc càng thêm sáng ngời, huyết quang lưu chuyển, rõ ràng đã chiếm được cái gì bổ dưỡng. Chương 550, thân thể bán linh. Ma Cưu tiếp tục ngồi xếp bằng vận công điều tức, không quan tâm đến thảm kịch này. Tật, tiếp ngay sau đó Tiêu Phàm miệng quát nhẹ, hai ngón trỏ giữa hợp nhất điểm về hướng Gia Văn. Gia Văn vốn đã hôn mê nháy mắt đã bị một kích hạo nhiên chính khí vô cùng hùng hồn làm tỉnh táo lại, mắt thấy, huyết ảnh hàng, đang cắn nuốt máu tươi của mình không khỏi vừa sợ vừa giận, liều mạng dẫy ruộng. Nhưng cả người đều bị màn xương mỏng huyết sắc bao bọc lại, làm thế nào dẫy ruộng thoát ra được. Sư thúc, cứu mạng. Gia Văn hét thảm một tiếng. Ma Cưu không thèm để ý, mà chỉ lo vận công điều thức khôi phục thương thế của mình. Ma Cưu, người thật là độc ác, gia văn tuyệt vọng kêu một tiếng tràn đầy căm hận và oán độc. ngay sau đó thân hình vốn đã khô quắt lại bỗng nhiên phình to lên giống như quả bóng bay được bơm đầy khí, càng ngày càng lớn. bàn tay tiêu phàm vừa lật càn khôn đỉnh, liền hiện ra ở trước ngực cấp tốc xoay tròn. một đồ án hỗn hợp màu đỏ hồng trên miệng đỉnh chậm rãi chuyển động trong phạm vi một xích, quang hoa chói mắt. phanh, một tiếng vang thật lớn. thân hình gia văn nổ tung, mưa máu vụn thịt bay ra bốn phía, mùi máu tanh sông vào mũi tự nổ. Đây là thủ đoạn Giota ít địch cuối cùng của một hàng đầu sư có tu vi cao thâm. Giống như Tiêu Phàm đã dự đoán, lúc Gia Văn tràn ngập oán độc căm hận và tuyệt vọng sẽ không chút do dự sử dụng chiêu cuối cùng này. Huyết ảnh hàng biến thành màn sương mỏng huyết sắc, tuy rằng lợi hại vô cùng, nhưng cũng khó có thể chống đỡ được uy lực tự nổ của Gia Văn, trong phút chốc bị mở ra một cái động lớn. Nhưng cũng giống như tình cảnh khi Tô Nam thả ra bạo liệt trùng, cái động lớn này vừa mở ra ngay lập tức liền khép lại với tốc độ kinh người, tuyệt không để cho người ta có thời cơ lợi dụng. Nhưng lần này, huyết ảnh hàng, gặp, càn khôn đỉnh, chính là khắc tinh của các loại tà thuật quỷ mị. Đồ án hỗn độn màu đỏ hồng trên miệng đỉnh bay nhanh ra xuyên vào trong cái động lớn bị nổ ra của màn xương mỏng huyết sắc, không ngừng xoay tròn tăng nhanh tốc độ bay. Màn xương mỏng huyết sắc đang cấp tốc khép lại vừa đụng vào đồ án hỗn độn màu đỏ hồng, thì giống như gặp phải kẻ địch đáng sợ nhất, lập tức tản ra bốn phía không thể khép lại được nữa. Tiêu phàm dưới chân vừa động thân mình đã bắn nhanh về phía trước, từ trong đồ án hỗn độn xuyên thẳng qua, nháy mắt đã vào bên trong thạch trận. Ma cư vẫn khoanh chân như trước, đối với tất cả mọi việc giống như chưa tỉnh. Tiêu phàm vừa mới đặt chân vào bên trong thạch trận, hắc quang phía sau ma cư chợt lóe, linh sủng bổn mạng của gã, con rết cực đại dài khoảng hai thước kia đã bắn ra, nháy mắt bay ngang qua mặt nước, thánh tuyền, mục đích chính là xích viêm thảo, nở rộ ở trung tâm, thánh tuyền. Mắt thấy tiêu phàm đột phá, huyết ảnh hàng, đến vùng phụ cận, mà cưu lập tức không do dự thả ra linh sủng bổn mạng, không phải là muốn ngăn cản hắn, mà là muốn đến trước một bước thu, xích viêm thảo, vào túi. Xích viêm thảo, vốn sinh trưởng bên trong, thánh tuyến, có thể không ngừng hấp thu dương khí của địa mạch và tinh hoa của mặt trời, lúc này hái, xích viêm thảo, xuống cũng không phải là biện pháp tốt nhất nhưng ma cưu cũng không còn cách nào khác nếu để tiêu phàm lấy đi xích viêm thảo thì gã thật sự đã thất bại thảm hại rồi tiêu phàm thậm chí còn không cần tự mình ra tay với gã chỉ cần sinh hồn của bảy tên âm quỷ mà gã đã nuốt vào trong cơ thể không có sự trợ giúp của xích viêm thảo thì bản thân ma cưu cũng tuyệt đối không có biện pháp hoàn toàn chấn áp dung hợp hậu quả tất nhiên là bị âm quỷ và sinh hồn cắn trả ma cưu hiểu rõ điểm mấu chốt này thì tiêu phàm đương nhiên cũng hiểu rõ điểm mấu chốt này thân thể ma cưu đã mất một chân, nên hành động trở nên vô cùng chậm chạp. Nhưng linh sủng bổn mạng lại không chịu nhiều ảnh hưởng, vẫn như cụ tứ chi kiện toàn tiến lui nhanh như điện. Một tiếng rồng gầm, trảm ma kiếm, ra khỏi vỏ hóa thành một đạo cầu vồng cực nhanh đuổi gờ yêu ta ết con rết cực đại. Bảo kiếm này là bảo vật trấn giáo của Ngọc Dương Quan, năm đó Ngọc Dương Quan chân nhân tay cầm lợi kiếm trảm ma trừ yêu, can quét tả ác, lấy sức một người sáng lập ra đạo môn lưu phái ở nơi hải ngoại hoang dã, cung cấp một chỗ để che gió che ma khô vô số con cháu người hoa không nơi nương tựa. Tiêu phàm tuy không phải thuần túy là người trong đạo môn, nhưng là đại thuật sư kế thừa chính tông hoa hạ, thần binh thông linh ở trong tay tiêu chân nhân cũng có thể phát huy ra uy lực cực mạnh như vậy. Bảo kiếm ra khỏi vỏ như du long kinh thiên khí thế kinh người. Linh sủng bổn mạng biết nó lợi hại, không kịp đi lấy, xích viêm thảo, nữa mà ở giữa không chung xoay người một cái chạy trốn. Vụt, một tiếng giòn vang, Bảo kiếm đánh chúng con rết phát ra âm thanh kim loại va vào nhau. Một âm thanh thống khổ vang lên. Một nửa miếng giáp vùng lưng đen xỉ bay ra, máu tươi từ trên lưng con rết cực đại phun ra. Linh sủng bổn mạng của Đại quốc sư ma cư tuy rằng lợi hại, nhưng vẫn không ngăn cản được sự sắc bén của bảo vật trấn giáo của Ngọc Dương Quan bị một kiếm chém bị thương. Ma cư một mực khoanh chân ngồi ở đó bỗng mở hai mắt, phun ra ngọn lửa vô cùng phẫn nộ. Tiêu phàm không thèm để ý đến đại quốc sư Ma Cưu, chân điểm một cái liền phi thân đến lan can đen nhánh cạnh ao, thánh tuyền, ánh mắt nhìn chằm chằm vào, xích viêm thảo, ở trung tâm, thánh tuyền. Với tay một cái, chảm ma kiếm, đang ở trong không trung bay trở về trên tay tiêu phàm, một đạo hào quang thanh lãnh từ trên sống kiếm hiện ra, uốn lượn du động mờ mờ ảo ảo như có bóng dáng rồng bay. Dám, Ma Cưu giống to, một chân điểm xuống mặt đất phi thân lên, lục mang lóng lánh trong hai tay ảo hóa ra vô số những con bướm màu lục lớn nhỏ từ trên cao bay xuống bắn nhanh về phía tiêu phàm tiêu phàm huy chảm ma kiếm một quầng sáng lóe lên lập tức cả bao phủ toàn thân hắn con bướm màu lục từ quầng sáng màu lục trên hai tay ma cưu tiêu phàm đã từng tận mắt nhìn thấy đến âm bộc của tô nam nuôi dưỡng cũng khó mà ngăn cản có thể thấy được chỗ lợi hại của nó nếu thật sự bị dính vào thì sẽ không có kết cục tốt nhưng chảm ma kiếm là bảo vật đạo giáo chuyên khắc các loại tà ma yêu vật, con bướm màu lục chỉ cần chạm vào tấm lưới kiếm phía trên, lập tức bị quầng sáng chôn vùi. Dù là như thế, nhưng dưới sự tấn công mạnh mẽ của ma cưu, thì tiêu phàm vẫn phải lùi xuống khỏi lan can cạnh cái ao, từng bước lui đến bên ngoài thạch trận, tay trái nắm chặt phù lục nhưng tạm thời chưa có tế xuất. Dưới da của ma cưu lại lần nữa hiện lên những tia máu, gương mặt cũng bắt đầu không ngừng co giật. Quan cảnh trong 15 phút đồng hồ ngắn ngủi hoàn toàn không đủ để điều trị tốt những thứ đã hỏng trong thân thể, càng không nói đến có thể khép lại thương thế. Lần này dốc toàn lực bước lui tiêu phàm, nên không thể áp chế nổi hàng đầu và sinh hồn âm quỷ trong cơ thể. Đại quốc sư, không cần thiết phải lưỡng bại câu thương. Ta chỉ cần, xích viêm thảo. Bên dưới kiếm quang bao phủ vang lên giọng nói bình thản của tiêu phàm. Ma cư cười lạnh nói. Lấy đi xích viêm thảo, chẳng khác nào lấy đi tính mạng của ta. Tiêu phàm im lặng, vốn nghĩ rằng ma cưu thân là đại quốc sư thì chỉ cần dừng lại không tu luyện, thiên quỷ hàng, nữa là có thể bảo mệnh cho dù không có, xích viêm thảo. Ai biết được tình hình lại không phải như vậy, không có, xích viêm thảo, thì dù là đại quốc sư cũng phải bó tay vô phương. Khả năng có thể đàm phán được thực sự đã không còn rồi. Tuy nhiên ma cưu vẫn không hiểu tình huống mà tiêu phàm đang phải đối mặt, một lát sau đột nhiên nói tiêu tiên sinh, ngoại trừ, xích viêm thảo, thì bất cứ điều kiện gì ta cũng đáp ứng. Ta có thể lập tức giải hàng đầu trong người cơ tiểu thư, thậm chí cả tô nam ta cũng có thể lưu một con đường sống. Các ngươi muốn gì chỉ cần trang viên ma cưu có thì đều có thể cầm đi. Ta lấy tâm ma thể rằng về sau sẽ tuyệt đối không truy cứu việc này, không truy cứu các ngươi, không truy cứu Tô Nam, cũng không truy cứu đạo sĩ Ngọc Dương Quan. Hết thảy mọi chuyện cũ sẽ bỏ qua hết, từ nay về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông lấy thân phận và địa vị của đại quốc sư ở nước Đan Mạn, mà cưu nói ra những lời này đã là chủ động nhượng bộ rồi. Ngoại trừ, xích viêm thảo, không thể nhượng lại, thì bất cứ vật gì khác Ma Cưu đều nguyện ý lấy ra trao đổi với tiêu phàm. Thực tế Ma Cưu cũng ý thức được thế cục lúc này quá mức hung hiểm, nếu không nhượng bộ thì không được rồi. Tiêu phàm nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Đại quốc sư, tôi cũng cần, xích viêm thảo, để cứu mạng. Ma Cưu ngẩn ra rồi lập tức cười như điên, tiếng cười giống như tiếng cú vọ truyền ra xa bên ngoài, quanh quẩn thật lâu trên bầu trời đêm. Nếu đã như vậy thì còn gì để nói đây, quyết chiến một trận đi. Đại thiên vương, xin hãy ban cho đệ tử thần lực. Đại quốc sư Ma Cưu ở giữa không chung hai tay nắn bí quyết, miệng tụng tên, đại thiên vương, lạp chát đắc lý. Trong phút chốc âm phong gào thét, một cỗ âm khí địa mạch ngưng kết lại thành xương mù dày đặc bay lên trên chui vào thân thể Ma Cưu cùng lúc đó từng đợt thanh âm quỷ hào thê lương vang lên năm cỗ hắc vụ trên đỉnh điêu khắc bạch ngọc xuất hiện năm tên âm quỷ từ nơi đó thỏ đầu ra liếc mắt nhìn ma cưu trên không trung một cái đôi mắt âm u lóe lên hồng quang đồng thời mở mồm kêu một tiếng phi thân lên sông về hướng ma cưu trong chớp mắt đã chui vào trong cơ thể ma cưu thân hình gầy yếu thấp bé của ma cưu bỗng nhiên trướng lớn toàn thân hắc khí lượn lờ hai mắt dần dần biến thành màu đỏ như máu quỷ dị hơn nữa chính là chỗ cái chân cụt của gã ngưng tụ lại một cỗ hắc khí dày đặc như thực thể càng tụ càng nhiều dần dần biến dài ra không ngờ chỉ một lát sau đã ngưng tụ thành hình dáng một cái chân cho dù nhìn qua nó cùng với thể xác chân thật khác biệt rất rõ ràng nhưng cái chân cụt của gã thực sự đã được sinh ra lần nữa mà khí tức cả người của ma cư lại biến thành dày đặc quỷ khí như có như không thân thể bán linh Tô Nam vốn chỉ còn một hơi thở mong manh không ngờ cũng bị cỗ khí tức quỷ dị này làm giật mình tỉnh lại, miễn cưỡng mở mắt ra, lập tức lộ ra ánh mắt tuyệt đối khó tin kêu lên một tiếng kinh hãi. Audio điện tử võ tấn bền chương 551, cự linh áp đỉnh Một quái vật nửa người nửa linh hồn hiện ra phía trên tiêu phàm, toàn thân quỷ khí lượn lờ, từ trên cao trừng mắt nhìn xuống tiêu phàm. Ngay cả cơ khinh xa đều đã ngây dại cô có thể cảm nhận được rõ ràng sự cường đại của quái vật cách đó không xa. Trước đó mỗi khi ma cưu cắn nuốt một âm quỷ dung hợp từ sinh hồn, thì khí tức đều mạnh thêm một phần. Nhưng cảm nhận này không rõ ràng lắm, mà sự cường đại của ma cưu lúc này lại rất rõ ràng. Tơ khinh xa ở bên cạnh cũng có thể cảm nhận được áp lực cực lớn, càng không nói đến tiêu phàm đang phải đối mặt trực tiếp. Tiêu phàm đưa ngang kiếm chặn trước ngực yên lặng nhìn quái vật, lông mày nhíu lại, vẻ mặt nghiêm túc âm khí địa mạch không ngừng dung nhập vào cơ thể ma cưu, khí thức cường đại không ngừng dâng lên, thậm chí cả mặt nước, thánh tuyền, cũng bị cỗ khí thức mạnh liệt này ép lõm xuống hiện lên một cái, hố, lõm. Người hoa kia, đi chết đi. Ma cưu gầm một tiếng giận dữ, thanh âm như lôi chấn làm mặt nước, thánh tuyền, nháy mắt bị sóng âm chấn động sôi trào lên. Ma cưu vừa nhấc tay giữa không trung liền ngưng tụ một bàn tay màu đen to đến một trượng, sương mù đen thui không ngừng quay cuồng vây quanh bàn tay một trường đánh ra, một trường cực đại màu đen mang theo khí tức tử vong không thể kháng cự được chân áp xuống. Từ xưa đã tương truyền sau khi thiên quỷ hàng đại thành có thể tu thành thân thể nửa người nửa linh hồn, có pháp lực khôn cùng, xem ra cũng không phải là lời đồn vô căn cứ. Ma cưu lúc này cưỡng ép ngưng tụ thành thân thể nửa người nửa linh hồn, uy lực liền mạnh mẽ khác thường. Cự trưởng màu đen vừa mới động, tiêu phàm liền cảm thấy không khí quanh thân đều căng thẳng dường như đến sự tốc độ lưu động của không khí cũng chậm lại, trên hai vai cảm nhận được sức mạnh của vạn quân, thậm chí đến xương cốt trong cơ thể đều mơ hồ rung động. Tiêu phàm xuất đạo cho tới bây giờ cùng người khác giao thủ cũng không phải chỉ một hai lần, bất kể đối phương là cao thủ siêu phàm xuất chúng đến thế nào cũng không thể gây cho hắn cái cảm giác hít thở không thông tựa như Thái Sơn áp đỉnh, này. Từ một mặt nào đó mà nói, tiêu phàm lúc này gặp phải đã không còn là sức người nữa đây là một loại lực lượng yêu dị đến từ thế giới khác. Nghiêm túc mà nói hắn hiện giờ phải đối mặt cũng không phải là đại quốc sư ma cưu, mà là một cỗ thân thể tràn ngập rất nhiều linh hồn âm quỷ, một con quỷ vật. Chỉ là lúc này hồn phách của bản thân ma cưu vẫn giữ được vị trí chủ đạo mà thôi, nhưng những âm quỷ và sinh hồn dung hợp này lúc nào cũng có thể cắn trả, nuốt lấy hồn phách ma cưu, phản khách thành chủ chiếm quyền chủ đạo. Tốc độ di chuyển của cái cự trưởng màu đen cũng không nhanh, thậm chí có thể nói là di động rất chậm nhưng mỗi khi rời xuống một tấc thì áp lực lại tăng thêm một phần. Dưới loại áp lực cực đại này tất cả mọi động tác của tiêu phàm đều biến thành vô cùng chậm chạp, căn bản không có khả năng né tránh được. Ngoại trừ lấy cứng đối cứng cũng không còn con đường nào khác có thể đi. Chỉ là tiêu phàm cần phải lấy sức một người đối phó với 12 tên âm quỷ và 78 cái sinh hồn hợp lực lại. Tiêu phàm chậm rãi vươn tay trái nắm lấy chuôi, chảm ma kiếm, mỗi một động tác đều rất chậm giống như pha quay chậm trong phim ảnh di động từng chút một. hắn biết chỉ dựa vào lực lượng của một cánh tay thì đã không có khả năng vũ động trảm ma kiếm rồi trảm ma kiếm chậm rãi dựng thẳng lên từng tấc từng tấc dơ cao lên trên. hoa quang lãnh lệ như du long không ngừng lưu động trên thân kiếm cũng biến thành vô cùng trì trệ giống như bị đông cứng lại không thể nhúc nhích. dưới trọng lực ép xuống vượt xa sức lực của con người thì thần binh lợi khí cũng đều bị áp chế cự trưởng đen thui đã ép tới đỉnh đầu. Suy, một tiếng nhỏ vang lên như thiết côn nóng chảy chợt bị xuyên vào trong nước lạnh. Mũi kiếm của chảm ma kiếm, vô cùng sắc bén đã đâm trúng cự trưởng màu đen từ trên trời giáng xuống. Trong tiếng, suy suy, màn xương đen quay cuồng, thế ép xuống của cự trưởng màu đen càng chậm, nhưng cũng không dừng lại, từng chút một đè xuống. Hai cánh tay tiêu phàm nâng cao lợi kiếm bắt đầu khẽ run, những giọt mồ hôi to như hạt trâu từ trên trán hắn cuồn cuộn chảy xuống. Cự trưởng từng tấc một ép xuống không qua phân nửa thân kiếm đã dần dần càng thêm chậm lại, nhưng vẫn như cũng không có ý dừng lại. Bỗng nhiên một phù lục đỏ sấm từ trong tay áo tiêu phàm bay ra, gắt gao dính sát vào phía trên thân, chảm ma kiếm, hào quang chu sa huyết hồng chói mắt, cả tấm phù lục bốc cháy hóa thành một đồ án hỗn độn vô cùng tươi đẹp, lập tức nhập vào bên trong thân, trảm ma kiếm, không thấy bóng dáng đâu nữa. Ngay sau đó từng tiếng rồng gầm thanh lương phóng lên trời nửa thân, chảm ma kiếm, lộ ở bên ngoài quang hoa vốn chỉ trệ thanh lãnh bỗng như sống lại, trên thân kiếm một con du long ngân quang lóng lánh hiên lên lắc đầu vẫy đuôi ngửa đầu lên trời thét dài, lập tức hóa thành một đạo bạch quang trói mắt đánh thẳng về cự trưởng màu đen. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Cự trưởng màu đen từ giữa bỗng nhiên nổ tung hóa thành từng đoàn xương mù màu đen lớn tung bay bốn phía. Nhất thời cuồng phong gào thét như một viên bom tấn nổ tung trong thạch trận, mỗi một góc đều bị cỗ cuồng phong này lan đến. Cơ khinh xa không thể không nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực khổng lồ ập đến gần người, nháy mắt bị ép tới ngay cả thở cũng không được. Tuy nhiên cuồng phong này tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, một quyền vừa qua trong thạch trận liền khôi phục lại sự yên bình. Lạc một tiếng giòn vang, chỉ thấy Trảm ma kiếm đang chỉ thẳng lên trời bỗng xuất hiện một vết nứt, lập tức thanh kiếm gãy thành hai mảnh, bộ phận mũi kiếm dài chừng một xích rơi xuống dưới, có thể nghe thấy rất rõ ràng tiếng và đập với mặt đất bảo vật chân giáo của ngọc dương quan thần binh lợi khí do ngọc dương chân nhân lưu truyền lại cứ như vậy bị hủy hoại cảm giác như nó và cự trưởng màu đen đã đồng quy vô tận rồi trên mặt tiêu phàm chợt hiện lên một mặt đỏ ửng khắc thường rồi lập tức lại biến thành trắng bệch người hoa hạ đón tiếp một chiêu của ta mắt thấy tiêu phàm phá được chiêu thứ nhất của mình mà cự giận tím mặt lại gầm lên giận dữ hai cánh tay mở rộng ra rồi mãnh liệt hợp lại ở trung tâm hô âm phong bắt đầu nổi lên. Hai cự trưởng đồng dạng màu đen thật lớn nhánh mắt ở hai đầu thạch trận hiện lên, cùng cự trưởng màu đen ban nãy ma cưu đánh ra bất đồng, kích thứ hai này xuất ra tốc độ vô cùng nhanh. Hai cự trưởng màu đen vừa xuất hiện, lập tức liền nhanh như thiểm điện hợp lại ở trung tâm. Cảm giác như hai cự trưởng này mang theo kinh lực không hề yếu hơn nửa phần so với cự trưởng màu đen ban nãy đánh ra. Cẩn thận, cơ khinh xa không kìm được kêu to, cánh tay nhỏ bé trắng như tuyết nắm chặt thành quyền, không tự chủ được nón thở, mắt phượng quyến rũ trừng lớn. Chỉ với lực của một trưởng này tiêu phàm ứng phó cũng đã vô cùng khó khăn, thậm chí bảo vật chấn giáo, trảm ma kiếm của Ngọc Dương Quan cũng đều bị hủy chỉ trong một kích. Hiện giờ tiêu phàm chỉ với hai bàn tay trắng, thì làm thế nào để ứng phó với lực mạnh gấp đôi này? Hơn nữa tốc độ của hai cự trưởng lại nhanh như vậy, gần như làm cho người ta không có cả thời gian để hít thở. Vừa mới xuất hiện còn chưa có hồi phục lại tinh thần, thì khắc sau trưởng lực đã đánh tới gần người. Tiêu phàm không né không tránh, trong thân thể hạo nhiên chính khí lưu chuyển cực nhanh, chớp mắt đã tràn vào hai cánh tay, hét lớn một tiếng hai trưởng đã đón đánh về hai bên trái phải. Hai trưởng vừa mới đón đánh, thì hai cỗ khí tức kinh thiên động địa cũng xuất hiện, mang đến kinh lực không hề yếu hơn hai cự trưởng màu đen. Bốn đạo kinh lực nháy mắt đã đụng vào nhau. Lần này một chút tiếng động cũng không có. Tiêu phàm đánh ra hai trưởng bề ngoài nhìn lại ngay cả một chút tác dụng cũng không có, không thể mảy may trở ngại đến hai cự trưởng màu đen, hai cự trưởng bỗng nhiên xuyên qua hai cánh tay của hắn khép lại ở trung tâm. Thân hình cao lớn hiện rõ vẻ gầy yếu của tiêu phàm nháy mắt bị sương mù màu đen bao phủ. Ma cư mừng rỡ ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười lúc là nam lúc là nữ, nghe như có rất nhiều người đang cùng cười lớn, hết sức giận người. Nhưng ngay sau đó, tiếng cười của ma cư liền đột nhiên dừng lại màn xương khí màu đen tiêu tan thân ảnh tiêu phàm hiện lên cũng không giống với tưởng tượng của ma cư bị cự lực khổng lồ đánh cho đứt gân gãy xương không thành hình người mà vẫn đứng thẳng ở nơi đó Qua, wow, một tiếng thân mình tiêu phàm hơi lay động một cái há mồm phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệch nhìn không thấy một chút huyết sắc tiêu phàm cơ khinh xa kêu lên anh đi mau đi không cần miễn cưỡng tiêu phàm phất tay thản nhiên nói khinh xa không sao đâu. Nhìn thấy Tiêu Phàm chỉ phun ra một ngụm máu lập tức đứng vững lại không còn lay động nữa, âm khí dày đặc trên mặt ma cưu rốt cục hiện lên một chút kinh ngạc. Chương 552, linh khu 1. Tiêu tiên sinh, ta nếu là người thì sẽ nghe ý kiến của cơ tiểu thư, không cần miễn cưỡng. Công kích như thế này ngươi còn có thể chịu được bao nhiêu lần? Ta vẫn là câu nói kia, ngươi hiện tại đi, mang theo nữ nhân của ngươi đi ta không ngăn cản ngoại trừ xích viêm thảo thì ngươi muốn thứ gì cũng có thể mang đi. Giọng nói ma cư oang oang giữa không chung. Thanh âm vẫn là lúc là nam lúc là nữ. Tiêu phàm lại há mồm phun ra một ngụm máu tươi, ngẩng đầu lên nhìn ma cư khóe miệng hiện lên một mặt cười trào phúng, thản nhiên nói. Đại quốc sư, ngươi nên tự hỏi chính mình xem những công kích như thế này ngươi còn có thể phát động mấy lần. Nếu ta đoán không sai thì đây chính là giới hạn của ngươi rồi người dưới tình hình căn cơ không vững cưỡng ép hấp thu âm quỷ và hồn phách người sống, căn bản không có thời gian dung hợp lực lượng của bọn họ. Trong tình hình hiện tại người cũng không phải thực sự có thân thể bán linh, kỳ thực chỉ là một con quái thai. Ma cưu tiên sinh, người hiện tại đã không thể áp chế nổi rồi chứ. Có lẽ căn bản không cần ta ra tay, chỉ cần đợi thêm một lát nữa ngươi sẽ bị âm quỷ cắn trả, hoàn toàn biến thành một con quỷ vật. Đại quốc sư, kết cục thất bại của ngươi đã định giọng của tiêu phàm lạnh lùng mỗi một chữ đều như đao kiếm đâm thật mạnh vào trái tim ma cưu gương mặt ma cưu bỗng nhiên vặn vẹo cái mặt vốn quỷ khí đen nhánh lượn lờ ngay lập tức trở nên đỏ sập như máu từng khuôn mặt không giống nhau lúc là nam lúc là nữ hiện lên trên da mặt gã đều lộ ra vẻ mặt vô cùng thống khổ những khuôn mặt này chính là bảy tên dương nam âm nữ mới vừa rồi bị gã cưỡng ép cắn nuốt giống như tiêu phàm đã nói cưỡng ép ngưng tụ ra thân thể bán linh thì chỉ là một con quái thai thôi. Sự cắn trả của âm quỷ và sinh hồn đã bắt đầu rồi. Đáng chết. Ma Cừu bỗng ngửa mặt lên trời giống to, kêu đến cuồng loạn. Các ngươi đều đáng chết. Màn xương mù lượn lờ quanh thân Ma Cừu kịch liệt quay cuồng. Tất cả những người có mặt ở đây tối nay không có một ai có thể sống sót rời khỏi, đều đi chết đi. Ma Cừu giương tay áo rộng thùng thình lên, con rết linh sủng bổn mạng vừa rồi bị chảm ma kiếm, làm bị thương liền bắn ra không ngừng chạy ở trước người ma cưu, dương nanh múa vuốt, thần khí vô cùng dữ tợn. Ma cưu cắn đầu lưỡi, miệng vừa mở, một ngụm máu tươi cuồn cuộn bắn ra, vây lên mình con rết khổng lồ. Con rết bị dính máu, chẳng những không trở nên hung hãn hơn, mà ngược lại trong phút chốc kẻ tại nơi đó, không nhúc nhích. Ma cưu không để tâm, miệng lẩm bẩm, từng làn khí đen bốc lên từ người ông ta, bao vây chặt kín con rết khổng lồ, trong chốc lát chỉ thấy một đám xương đen cực lớn, không còn thấy con rết đâu nữa xa xa nhìn lại trông như một cái kén đen lẳng lặng treo giữa không trung nhưng mùi tà dị đó phút chốc đã ngập tràn toàn thạch trận cơ khinh xa thậm chí tô nam đã hấp hối cũng bất chợt trợn to hai mắt nhìn cảnh kỳ lạ này tiêu phàm cũng không dám sơ xuất cổ tay vừa lật càn khôn đỉnh xuất hiện chuyển động chậm rãi trước người các ngón tay như bị ký bản quyền tê ý bản quyền từng đạo pháp quyết đánh vào trong đỉnh hỗn độn đồ án màu đỏ lộ ra trên miệng đỉnh không ngừng xoay chuyển gương mặt tiêu phàm đều ánh sắc đỏ. Tay trái vừa động đậy, lại nắm mấy tấm phù lục trong tay. Mặc dù không biết ma cư muốn sử dụng tuyệt chiêu loại nào, nhưng phá kén thành bướm từ trước đến nay đều là thủ đoạn một bước nâng cao của các sư huynh đệ đồng môn. Linh sủng bổn mạng của ma cư đã lợi hại như vậy, lại trải qua ải, phá kén thành bướm, sự là càng khó đối phó. Tiếng niệm chú trong miệng ma cư càng ngày càng nhanh, càng ngày càng gấp gáp kén xương đen bao quanh con rết khổng lồ cũng không ngừng rung chuyển, tựa như nước đang sôi sùng sục. ầm, um, kén xương đen bỗng dưng nổ tung, hình ảnh con rết khổng lồ lần nữa hiện ra. vốn là bộ vảy giáp đen sẫm như sắt, nay đã trở thành màu đỏ như máu. không ngừng vẫy đập, tựa như một trái tim có hình dạng kỳ lạ. nhìn, trái tim mang hình thù con rết này, ma cương bỗng cười ồ lên. cơ khinh sai nhìn hoảng sợ, thân thể ma cưu đang bị luồng khí xương đen thôn tính dần vốn dĩ vẫn còn trông thấy được hơi thở lúc có lúc không, lúc này lại nhanh chóng chuyển hóa thành hư vô. Dường như thân thể của ông ta sắp biến mất hoàn toàn, còn động lại chỉ là thân xác được ngưng kết bởi xương đen mà thành, miễn cưỡng duy trì hình người mà thôi. Nhưng nụ cười kỳ quái của ma cư vẫn tiếp tục. Tình hình kỳ lạ này, đừng nói cơ khinh xa chưa từng thấy qua, cho dù là tô nam, thân là đại hàng đầu sư nhất đẳng của nước Đan Mạn, cũng chưa từng nghe qua. Đây không phải là thân thể bán linh hồn, mà là hư vô hoàn toàn. Maku đang biến thành một linh khu thuần chất. Cũng có thể nói, thân xác của ông ta đang biến mất, chỉ còn lại linh hồn. 12 âm quỷ hiện ra trên thân thể xương mù hư vô của ông ta, cùng với thân xác hóa thành làn khí xương đen cuốn cuộn chặt với nhau, 7 tên âm quỷ màu đỏ như máu đang nuốt chửng thân xác Maku. 5 âm quỷ màu đen còn lại chưa kịp hòa hợp với sinh hồn dương nam âm nữ, thì đang cắn xé lẫn nhau, giống như có thủ không đội trời chung với đối phương nhất định phải ăn tươi nuốt sống đối phương. Đây là thứ quỷ gì vậy? Cơ khinh xa la hoảng lên. Linh khu, ác quỷ. Tô Nam miễn cưỡng hít một hơi, dùng giọng cực kỳ yếu ớt nói. Trên mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng. Ngay cả một người sắp chết, cũng hoảng hốt với thứ này, sự kinh khủng của ác quỷ, có thể thấy lốm đốm. Trong giới pháp thuật, hàng đầu sư có công lực trì trệ không tiến, bị âm quỷ mà bản thân đã nuôi dưỡng cắn nuốt lại, hoàn toàn không phải là hiếm thấy chỉ có điều rất nhiều hàng đầu sư vừa phát hiện tình hình có khác thường, liền liều mạng tổn thất tinh nguyên, thế nào cũng phải cứng rắn phong ấn âm quỷ. Nhưng phong ấn thất bại, sau khi âm quỷ cắn nuốt linh hồn của hàng đầu sư, thì sẽ hóa thân thành ác quỷ, quấy rối gây họa. Cần hàng đầu sư cao minh hơn hoặc vài hàng đầu sư có công lực tương đương, mới có thể trấn áp thu phục ác quỷ. Ma Cưu là khâm phong đại quốc sư, đệ nhất hàng đầu sư của nước Đan Mạn. Trong các hàng đầu sư, hồn phách của ông ta át hẳn là lớn mạnh nhất. 12 âm quỷ cùng lúc cắn trả, một khi hóa thân thành quỷ giữ, trên cơ bản cũng không một ai có thể thu phục được. Tai họa thảm khốc, không thể tưởng tượng được. Nhưng hiện tại, ai cũng không quản được chuyện này. Giữa không chung, chợt ánh sáng đỏ chói lóe, trái tim không ngừng vẫy đập mang hình hài con rết nổ mạnh ra, lại hoàn toàn không có mùi máu tanh, giống như pháo hoa nổ tung trên bầu trời, vô cùng rực rỡ dường như chưa ai từng chú ý, trong mưa ánh sáng màu đỏ như máu bắn ra bốn phía kia, có một đường ánh sáng đỏ mảnh dài, kích bắn đến chỗ tiêu phàm. Nhưng tiêu phàm là người thế nào, thủ thuật che mắt, mượn gió bẻ măng này, sao có thể qua được mắt hắn chứ? Tật, quát khẽ một tiếng, hai ngón tay trỏ và giữa của bàn tay phải chỉ về phía trước. Càn khôn đỉnh, hào quang tỏa sáng, hỗn độn đồ án màu đỏ quay chuyển nhanh chóng, hướng về phía ánh sáng đỏ mảnh dài đấy, đánh phủ đầu, cơ khinh xa lúc này đây mới trông thấy rõ ánh sáng đỏ mảnh dài đó là một con rết mini chiều dài khoảng 2 tấc so với con rết khổng lồ trước đây thu nhỏ vạn lần thân thể toàn máu đỏ như mã não màu máu khắc thành gần như là hoàn toàn trong suốt cơ khinh sơ không hề cảm nhận được nửa phần sức sống trên thân thể con rết đỏ như máu kia đây là một con quỷ hoặc nói đây là linh khu hóa từ linh hồn của linh sủng bổn mạng của ma cưu thân xác linh sủng bổn mạng nổ tung, hàng đầu sư chắc chắn không sống nổi, đây là luật thép của giới hàng đầu, Ma Cưu cũng không ngoại lệ. Xong, thân xác của Ma Cưu đã tiêu vong trước một bước, luật thép này tự nhiên bị phá bỏ. Ma Cưu và linh sủng bổn mạng của ông ta đều chỉ còn lại linh hồn. Theo lời của hàng đầu sư, đó là chỉ còn lại linh khu. Càn khôn đỉnh, vốn là thứ có hiệu lực trong việc chế ngự quỷ vật, lần này lại không linh nghiệm linh khu con rết chỉ hơi bị chân áp trong hỗn độn đồ án, liền thoát khỏi sự cản trở của hỗn độn đồ án, bắn thẳng đến chỗ tiêu phàm. Hai tay tiêu phàm cùng dơ lên, bắn phù lục ra ngoài, trong không trung bén ánh lửa, hóa thành các loại linh phù, kết hợp bao vây linh khu con rết mảnh dài. Loại phù lục mật chế này là nhắm vào các linh khu quỷ vật, có hiệu quả khác thường. Các tấm phù lục cùng được tung ra, linh khu con rết bỗng chốc biến thành tia sáng đỏ chói mắt, dựa vào mắt thường có thể trông thấy được tốc độ thối rửa hơn cả một nửa. Nhưng sức mạnh của phù lục cuối cùng cũng cạn kiệt, chiều dài linh khu con rết chỉ còn gần tắc, ngày càng trong suốt hư vô, hóa thành một tia sáng đỏ nhạt, tiếp tục bắn về phía tiêu phàm. chương 553, Linh Khu 2 Linh Khu hóa thành từ hồn phách của linh sủng bổn mạng này, không có cơ thể thực, phương pháp thông thường, rất khó ngăn cản được. Nếu bị nó chui vào thân xác, có thể thấy được, hậu quả nhất định là tai họa chỉ sợ linh hồn lập tức sẽ bị thứ này thôn tính biến thành bù nhìn bị nó khống chế dẫu có là tiêu phàm trưởng giáo vô cực môn cũng không dám mạo hiểm tiếng niệm chú trong miệng tiêu phàm lớn dần tay trái đưa ngang ngực nắn bí quyết năm ngón tay của bàn tay phải như luân phiên từng đạo pháp lực liên tục rót vào trong càn khôn đỉnh trước ngực trong thời gian ngắn linh khu con rết dài gần tấc bắn đến gần trước mặt liền vào lúc này càn khôn đỉnh chấn động mạnh một cỗ xương đen phun ra, mang theo khí lạnh thấu xương, chính là âm khí địa mạch và linh khi của 12 âm quỷ mà không lâu trước đây tiêu phàm đã thu thập được từ nơi này. Khi đối phó với Zino, dùng hết một ít, còn dư hơn nửa, tích trữ trong đỉnh. Tình thế nguy cấp như hôm nay, tiêu phàm đương nhiên không nương tay, tất cả âm khí lạnh lẽo, phóng mạnh ra ngoài. Trong chớp mắt, xương đen ngưng tụ thành băng, đóng băng linh khu con rết vào bên trong, vô số tia sáng màu đỏ, bắn về phía linh khu con rết bị đóng băng kia. đây lại không phải là thần thông vốn có của âm khí địa mạch mà tiêu phàm đã trộn lẫn các đạo pháp của vô cực môn vào trong đó chuyên khắc chế quỷ vật tà mị. tốt, cơ khinh sa không khỏi mừng rỡ. nhưng lập tức nụ cười của cơ khinh sa liền nghiêm lại. chỉ thấy linh khu con rết bị đông cứng đột nhiên hào quang tỏa sáng, cỗ xương đen bao bọc xung quanh bắt đầu tan, đồng thời chui nhanh vào trong thân linh khu linh khu vốn bị phù lục của tiêu phàm làm suy yếu gần nửa phần công lực, trong phút chốc lại phình to ra, trong khoảnh khắc này, hình dáng trở về như lúc ban đầu với chiều dài hai tấc. Linh khí hấp thu từ âm khí địa mạch và trên người 12 âm quỷ, nói ra quả thật có cùng nguồn với linh khu con rết. Đối phó với kẻ khác có lẽ ứng nghiệm như thần, đối phó với linh khu con rết, lại như là tẩm bổ cho nó mà thôi. Nhìn thấy tình hình như vậy, mà cừu đã hoàn toàn trở nên hư không, ha ha cười lớn trong không trung. Tiêu phàm, người thật ngốc. Ma cừu đắc ý nói lớn. Phải biết rằng linh khu con rết chính là hóa thành từ âm khí địa mạch và tinh quỷ linh sủng. Tiêu phàm lại còn bồi bổ cho nó. Quả nhiên quá ngốc. Tiêu phàm ngẩng đầu lên nhìn, khóe miệng hiện lên nụ cười. Cái hắn tranh giành chính là thời khắc quang vinh này. Linh khu con rết bị nhốt, ma cừu hoàn toàn hóa thành hư thể, lại cười lớn một cách đắc ý. Lúc này đây, tiêu phàm không có một kẻ địch nụ cười của ma cưu đột nhiên dừng lại. Tiêu phàm vốn đứng bên cạnh, thánh tuyền, thân mình đột nhiên bắn nhanh ra, như tên bắn ra khỏi cung, trực tiếp bắn thẳng về nơi, xích viên thảo, đang đua nở ở trung tâm, thánh tuyền. Trong phút chốc, ma cưu đờ đẫn há hốc mồm, thậm chí có chút thẫn thờ. Cũng không nghĩ tới, tiêu phàm sẽ bắt được thời khắc vinh quang này, trực tiếp giành được xích viêm thảo. Ngay sau đó, linh khu con rết từ trong xương đen thoát ra ngoài, tiếp tục hướng đến trước truy kích tiêu phàm. Chỉ tiếc là, chậm mất nửa nhịp, đã muộn rồi. Cao thủ tranh nhau, cái giành được chính là khoảnh khắc điện quang thạch hỏa này. Người tiêu phàm lơ lửng trên không trung, hàn quang trong tay lóe sáng, tiểu đao lá liêu hiện ra quét ngang như ánh điện trên thân cây xích viêm thảo, thon dài, lập tức rời khỏi thân cây không chút tiếng động, rơi vào trong tay tiêu phàm. Trên mặt nước, thánh tuyền, vốn tĩnh lặng, đột nhiên cuồn cuộn nổi dậy tốc độ linh khu còn rét tăng nhanh hơn hơi trì hoãn như vậy thì đã đuổi kịp tới bên chân tiêu phàm tiêu phàm vừa dừng một tế hung xảo phiên vân tiêu chuẩn liền chuyển đến bông hoa màu hồng trong tay dương lên một luồng tinh khí sinh mệnh cực kỳ tinh tê thuần lao nhanh ra tinh khí sinh mạng tràn trề quả là khắc tinh trời sinh của quỷ vật một sống một chết hỗ trợ lẫn nhau rồi lại tương sinh tương khắc linh khu con rét vốn dương nhanh múa vuốt đột nhiên cứng đờ trên không trung sau đó rơi thẳng xuống, rơi vào trong, thánh tuyền, đang sôi sùng sục trong nháy mắt không thấy bóng dáng đâu nữa. Không, linh khu do ma cư hóa thành kêu to lên, trong giọng nói tràn đầy kinh sợ và tuyệt vọng. Lập tức, linh khu chấn động mạnh, bay nhanh về phía cơ khinh xa, giơ ra bàn tay quỷ cuồn cuộn sương mù, một chốc đã nắm được cổ gáy cơ khinh xa. Một mùi chết chóc u ám, trong nháy mắt đã truyền khắp cơ thể cơ khinh xa, trên gương mặt xinh đẹp, một tầng xương tối đen bao phủ tiêu phàm, giao ra, xích viêm thảo. Bằng không, ta sẽ gờ yêu ta ít người phụ nữ của ngươi. Ma cư gào thét khàn cả giọng. Dẫu là linh khu, gương mặt cũng đã móc méo, đôi mắt đỏ ngầu, ánh lên vẻ hung hăng. Tiêu phàm xoay người trên không, vững vàng đáp xuống, thánh thuyền, trên hàng rào tối đen, trên tay đang đỡ lấy đóa hoa màu đỏ tươi đẹp, ánh mắt nhấp nháy nhìn thẳng vào ma cư. Đại quốc sư, với bộ dạng hiện tại của ông, lấy xích viêm thảo còn có tác dụng gì tiêu phàm lạnh nhạt hỏi ánh mắt liếc xéo bay tới bên cạnh thân thể tô nam trong truyền thuyết xích viêm thảo có thể cải tử hoàn sinh nhưng thân xác ma cư đã phân hủy xích viêm thảo lẽ nào có thể giúp ông ta rèn đúc lại thân thể hay sao vậy cũng quá là thần kỳ nhưng loại linh khu mà, mà ma cư bày ra này lại khiến tiêu phàm cảm thấy cực kỳ hứng thú trong truyền thuyết trường sinh của hoa hạ đều luôn là truyền thuyết nguyên thần xuất khiếu suy nghĩ viễn vông quyền trường sinh của vô cực thuật tàng thất lạc toàn bộ bản thân tiêu phàm cũng không tài nào lĩnh hội được cái gọi là nguyên thần xuất khiếu rốt cuộc là loại thần thông gì linh khu của ma cưu lại là linh hồn chi thuật thực sự xá bản quyền tê y tiêu tan linh hồn vẫn tồn tại đồng thời có thể hoạt động độc lập dường như còn có bản lĩnh thâm sâu có thể làm hại tính mạng con người đây là tuyệt kỹ tiêu phàm chưa bao giờ thấy qua Đương nhiên, lúc này không phải là lúc nghiên cứu loại tuyệt kỹ này. Tiêu Phàm cũng không cho rằng, linh khu trước mắt đại quốc sư Ma Cưu là một loại trạng thái bình thường, có thể tồn tại lâu dài. Ma Cưu là bất đắc dĩ, bị buộc phải cược phen cuối cùng. Nếu không có hậu thủ khác, bất kể thắng thua như thế nào, bản thân Ma Cưu chắc chắn sẽ tan thành cho bụi. Người biết cái gì, mau, đem, xích viêm thảo, giao ra đây, bằng không, ta lập tức gỡ yêu ta cô ta ma cư tiếp tục gào thét tay tăng thêm vài phần công lực từ khí tối đen như mực liền tức khắc từ đầu của cơ khinh sa lan xuống phía dưới ngực hàng nghi thanh tú của cơ khinh sa nheo lại trên mặt hiện lên vẻ mặt đau khổ nghe ngữ khí của ma cư chỉ cần có xích viêm thảo ngay cả ông ta ở trong tình hình này cũng có cách xoay chuyển đây quả thực là trái mệnh trời đương nhiên cũng có khả năng ma cư chỉ là không cam tâm bị tiêu phàm giành lấy đi viên xích thảo ta không có được bất kể ai cũng đừng hòng có được tiêu phàm trầm ngâm hắn không phải không để ý tới an nguy của cơ khinh xa mặc dù tân nhi trong lòng hắn vô cùng tốt song nếu phải hy sinh tính mạng của cơ khinh xa đổi lấy tính mạng của tân lâm chuyện như vậy tiêu phàm ngàn lần vạn lần cũng không làm được trước mắt tiêu phàm không muốn lập tức giao xích viên thảo ra là do hắn không tin ma cưu dưới tình hình này bất kỳ lời hứa nào của ma cưu đều không thể tin cậy được có khả năng rất lớn Tiêu phàm đem, xích viên thảo, giao cho ma cưu, khiến tình hình của ma cưu được cải thiện, hoặc khiến năng lực của ma cưu tăng cao trong chốc lát. Nếu như vậy đối với họ mà nói, hậu quả sẽ rất tai hại, không những không cứu được cơ khinh xa, ngay cả tiêu phàm cũng khó bể an toàn. Tiêu phàm chỉ là tấm lòng nhân hậu, hiệp nghĩa, tuyệt không phải là kẻ ngốc, càng không phải là kẻ lợi dụng lòng tốt của người khác. Tiêu phàm, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng có mà bày mưu tính kế, người phụ nữ của ngươi đã trúng, huyết hàng của ta cả thế giới ngoài ta ra không có ai có thể giải được nếu ngươi dám dở trò ma mãnh ta khẽ động một tí người phụ nữ của ngươi sẽ lập tức độc phát toi mạng ma cư càng thêm nôn nóng ta đếm đến ba ngươi lập tức giao xích viên thảo ra đây một hai ba chờ chút tiêu phàm quát khẽ cúi đầu nhìn xích viêm thảo trong tay trong khóe mắt ánh lên vẻ không nỡ giương tay đóa hoa đỏ tươi đẹp trong không trung sẹt một vòng cung xinh đẹp, bay về một hướng. Ma cư mừng rỡ, chưa nghĩ ngợi, phi thân lên, bàn tay đen như mực giang ra, bắn thẳng về hướng, xích viêm thảo. liền lúc này, một con rắn lớn cả thân đen sẫm lẳng lặng chui ra từ dưới người tô nam. Vạn mình một cái, lập tức giống như tên bắn khỏi cung, bắn phía sau cơ khinh xa, mở to mồm, một ngụm cắn lấy mắt cá chân cơ khinh xa. Con rắn lớn thân mình đen sẫm này, chính là linh sủng bổn mạng của Tô Nam. chương 554, ngã xuống. Theo lý, cơ thể Tô Nam trọng thương, linh sủng bổn mạng cũng vì thế mà mệt mỏi. Lại không biết Tô Nam dùng cách gì, ký bản quyền tê ý bản quyền được tiềm lực của con rắn lớn, trong phút chốc trở nên nhanh như chớp điện. Cơ khinh xa vốn bị ma cưu khống chế, toàn thân trên dưới đều không thể động đậy. Con rắn lớn một ngọng ngọm lấy mắt cá chân cô, một màu xanh ngọc bích, bỗng chốc truyền đến khắp cơ thể cơ khinh xa cấm chế của ma cưu trên người cơ khinh xa, giải quyết dễ như trở bàn tay. To gan. Trong lúc cấp bách, khóe mắt của ma cưu liếc xéo qua, tất cả đó, vừa sợ vừa giận, lại là thuật phân thân, chỉ có thể dương mắt nhìn tô nam, dở trò quỷ đã giải thoát cấm chế trên người cơ khinh xa. Xét thấy cơ khinh xa vốn bị người khác khống chế, không có sức chống trả, cấm chế ma cưu hạ lên người cô cũng là rất tầm thường, hoàn toàn không chỗ nào đặc biệt. Loại khống chế đẳng cấp như vậy, đối với Tô Nam mà nói, dấu thân đã mang trọng thương, hấp hối, muốn giải thoát cũng không có gì là khó khăn. Cũng may chỉ cần, xích viêm thảo, đến tay, cơ khinh xa có được cứu hay không, hoàn toàn không có gì lo lắng. ưu tiên nặng nhẹ trong chuyện này, mà cư vẫn suy xét rõ ràng. Có thể thấy bàn tay to lớn đen kịt, muốn nắm lấy, xích viêm thảo, nảy sinh dị biến. Đóa hoa lớn màu đỏ tuyệt đẹp không gì sánh bằng kia, ở nơi ma cư có thể chạm tay đến, xoay cuồn cuộn, đột nhiên lại bay về phía tiêu phàm. Tiêu phàm vừa sử dụng, chính là chiêu lượn vòng. Cùng loại với chiêu, phi khứ lai khí. Loại kỳ xảo con nít này, ngày thường cũng chỉ là thú giải trí giữa bạn bè, giành được rồi cười thôi. Ma cưu có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ rằng, trong thời khắc quan trọng này, tiêu phàm sẽ dùng trò nhỏ nhoi này để đối phó với ông ta. Quả là trò đùa. Xong, cho dù trong lòng ma cưu ấm ức, loại trò chơi con nít này, Tiêu Phàm vẫn thực sự thực hiện trước mặt ông ta, hơn nữa đánh cho ông ta trở tay không kịp. Đại quốc sư chộp vào không trung, Xích viêm thảo trong chớp mắt lại quay về tay Tiêu Phàm. Khốn cây ếch yêu ta ép. Ma cưu trấn tĩnh lại, lập tức nổi trận lôi đình. 12 tên âm quỷ thậm chí đều ngừng cắn nuốt linh hồn của ông ta, cùng ngẩng đầu lên, phát lên tiếng giết vô cùng phẫn nộ, toàn thân xương đen cuồn cuộn nổi dậy. Đại quốc sư phẫn nộ đến cực điểm, tung người lên, lao thẳng trở về đối tượng của ma cưu vẫn là cơ khinh xa dẫu cho đang trong cơn phẫn nộ tâm trí đại quốc sư vẫn rất tinh tường tiến công tiêu phàm thắng thua khó bề dự liệu nhưng có thể khẳng định được rằng chắc chắn là trận chiến vô cùng lâu dài khó khăn gian khổ khác thường dựa vào tình trạng hiện giờ của ông ta rõ ràng không cầm cự được quá lâu lại không lấy được xích viêm thảo ông quỷ cắn nuốt khó mà dừng lại kết quả cũng đã định đoạt nhất định phải bắt lấy cơ khinh xa. Nhìn ra được, người đàn ông hoa hạ rất trọng tình cảm, cũng rất quan tâm tới người phụ nữ của hắn. Chỉ cần bắt được cơ khinh xa, mà cư không đến nỗi hoàn toàn mất ưu thế, vẫn còn con đường ngã giá. Trong khoảnh khắc, mà cư đại quốc sư liền mang tất thảy đều tính toán vô cùng thích hợp. Đáng tiếc là, đại quốc sư đã tính toán sai sót, ông ta không tính đến sức chiến đấu của cơ khinh xa. Thời khắc quan trọng, con người dễ bị xu thế tư duy của bản thân làm u mê. Thế giới của hàng đầu sư là một thế giới trọng nam hoàn toàn. Thậm chí bộ lạc trên toàn lãnh thổ nước Đan Mạn đều là thế giới trọng nam khinh nữ cực kỳ điển hình. Trong tâm tưởng của đại quốc sư Ma Cưu, phụ nữ cùng nghĩa với ngậm bồ hòn nhẫn nhục, hầu hạ đàn ông thật tốt, chính là người phụ nữ xuất sắc nhất. Cái gọi là nữ cường nhân là một danh từ cực kỳ ít thấy của nước Đan Mạn. Người phụ nữ có gan đấu trọi với hàng đầu sư, càng là của quý hiếm có. Còn về người phụ nữ mạnh đến độ có thể kháng cự với đại quốc sư, Ma Cưu không phải nói là chưa gặp qua, ngay cả nghĩ cũng chưa nghĩ đến. Cuống hồ, cơ khinh xa vẫn luôn trong tay ông ta, những ngày nay, hoàn toàn không có chút sức phản kháng. Ma Cưu đã sớm cho rằng cơ khinh xa là quả hồng mềm có thể giơ tay là hái được. Nếu trong tình cảnh cực kỳ bình tĩnh, mà cư còn có thể nhớ đến thân phận thuật sư của cơ khinh xa. Hiện tại đáng tiếc là, đại quốc sư đã nổi giận. Ông ta chỉ muốn bắt được cơ khinh xa, khiến tên hoa hạ họ tiêu kia tỉnh táo lại. Dám đùa giỡn với đại quốc sư, thì phải gánh chịu hậu quả. Trên thực tế, nếu như đấu trọi ngang sức, ở trước mặt đại quốc sư Ma Cưu đã linh khu hóa, cơ khinh xa quả thực không kiên trì được bao lâu. Khoảng cách thực lực hai bên vẫn là rất rõ ràng. Xong, đại quốc sư ma cưu đã đánh giá thấp uy lực pháp khí trên người cơ khinh xa suy cho cùng nước hoa hạ đối với đại quốc sư mà nói quả thật quá xa xôi sự am hiểu đối với thủ thuật đạo giáo cũng cực kỳ mơ hồ trên người một phụ nữ dẫu cho cất giấu một pháp khí nghĩ lại chẳng qua cũng chỉ là phòng thân mà thôi có thể có bao nhiêu tác dụng chứ Sương đen cuồn cuộn đại quốc sư chớp mắt đã gời iota ít đến trước mặt cơ khinh xa vẻ mặt cơ khinh xa bình tĩnh thản nhiên nhìn Ma Cư phẫn nộ, tay trái nắn bí quyết, tay phải giơ lên, một chiếc gương đồng nhỏ phóng lên cao. gương thiên cương, vật quý giá đạo môn này vẫn luôn được giấu trên người Cơ Khinh Sa ẩn mà không phát. Tiêu Phàm bỏ ra tròn ba ngày tế luyện món pháp bảo này, phần lớn linh lực được tích trữ trong phòng tạo hóa đều đưa vào trong gương thiên cương phòng ấn lại. Cơ Khinh Sa cũng đã bỏ ra ba ngày trời luyện tập pháp quyết mà Tiêu Phàm giao cho pháp quyết này không có cách dùng nào khác, chỉ là trong thời khắc quan trọng, có thể thúc giục, gương thiên cương, mang linh khí của, vòng tạo hóa, đã được truyền vào đó, một lần phóng thích ra ngoài. Chỉ có thể dùng một lần, hơn nữa chỉ có thể thúc đẩy linh lực rót vào tạm thời. Sau đó, pháp quyết sẽ không còn công hiệu. Đây là bảo vật cực kỳ quý giá của đạo môn, nếu không phải là người của vô cực môn, không mất 10 năm dần dần rèn luyện mài rúa, đó là nghĩ cũng đừng hỏng nghĩ đến. Xong, thời khắc quan trọng, sử dụng một lần đã là quá đủ rồi. Gương thiên cương, nhảy vọt lên không trung, một tia sáng trói mắt bắn ra, phủ đầu linh khu ma cưu. Trong phút chốc, ma cưu chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng chói lóa, còn lại không nhìn thấy bất kỳ thứ gì nữa. Gương thiên cương, là bảo vật quý giá của đạo môn, chuyên trị quỷ vật yêu tà, là kẻ thù không đội trời chung của linh khu ma cưu và 12 âm quỷ. Ma cưu vội vàng chưa kịp chuẩn bị, thì đã bị đánh trúng. Tiếng rào rú thảm thiết kinh thiên động địa phút chốc truyền xa xa. Chỉ thấy dưới tia sáng, linh khu ma cư và 12 âm quỷ, xương đen cuồn cuộn, tựa hồ như hoa tuyết gặp phải ánh mặt trời, lập tức bốc hơi. Linh khu và 12 âm quỷ nháo nhào, dốc sức dẫy ruộng. Nhưng trong chớp mắt, linh khu rắn chắc đã tiêu tan đi một nửa, trở nên vô cùng mờ ảo. Mười ngón tay tiêu phàm liên tục xoay chuyển, từng đường sức mạnh thần kỳ đánh vào trong, càn khôn đỉnh, bảo đỉnh bay lên hỗn độn đồ án màu hồng phủ xuống, thành hình lốc xoáy, bắt đầu thu phục xương đen của linh khu mở ảo và âm quỷ. Con rắn lớn cắn vào mắt cá chân cơ khinh xa, lại phi thân lên, vọt vào trong luồng ánh sáng, mở to miệng cắn chặt linh khu ma cưu, dốc sức, yun si. Với tô nam mà nói, thôn tính linh hồn ma cưu là cơ hội duy nhất giải trừ pháp thuật trong người, làm sao có thể bỏ qua. Đại thiên vương lạp chat đắc lý, báo thù cho con. Dưới sự công kích từ ba phía, linh khu càng khó chống đỡ, chỉ chốc lát sau, tiếng giống tuyệt vọng đã trở thành tiếng gầm thét vang trời. Linh khu ma cư hư ảo, dưới ánh sáng bao phủ kia hóa thành từng điểm từng điểm ánh sáng đen, tứ tán khắp nơi, tức khắc bị càn khôn đỉnh thu phục sạch. Mà 12 âm quỷ trước khi linh khu nổ tung, đã cầm cự không nổi, đã tán loạn trước rồi. Tiêu Phàm giơ tay vẫy, càn khôn đỉnh lập lòe ánh sáng đỏ, bay về tay hắn lực thần niệm của tiêu phàm tìm tòi trong đỉnh, mãn nguyện gật gù. Nhưng vào lúc này, năng lực của gương thiên cương cũng cạn kiệt, ánh sáng vừa thu lại, gương đồng nhỏ trở nên u ám, từ trong không trung đáp xuống. Tiêu phàm giơ tay lần nữa, gương đồng cũng bay về trong tay hắn. Tiêu phàm kiểm tra tỉ mỉ, bảo bối bình an vô sự, lúc này mới an lòng. Con rắn lớn đen sấm kia thì đã phi thân về bên cạnh tô nam. Nhìn lên, trên gương mặt xám xịt của tô nam, đã tiêu tan vô hình, thoảng hiện một tia máu đỏ. Cùng lúc đó, trong một không gian tối đen nào đó, một âm thanh cực kỳ phẫn nộ thình lình vang lên, tràn đầy khí thế áp đảo, dường như một vị đại năng cực kỳ cao thâm nào đó, bỗng nhiên bị kinh động rồi. Thánh viên, sôi sùng sục tĩnh lặng trở lại. Lúc này đây, toàn trang viên ma cưu hết sức yên tĩnh. Người cơ khinh xa lắc lư, ngã về phía sau, linh sủng bổn mạng của Tô Nam giúp cô giải trừ cấm chế, thực ra là lấy độc trị độc cộng thêm vừa giải trừ cấm chế, liền dốc toàn lực thôi thúc, gương thiên cương, tiêu diệt kẻ địch, pháp lực của cơ khinh xa tiêu hao trầm trọng. Người tiêu phàm lắc lư, nhoáng một cái đã đến gần, dương cánh tay, ôm vào chiếc eo thon nhỏ cơ khinh xa. chương 555, bằng hữu Trên mặt cơ khinh xa, hiện ra một màu xanh ngắt, vô cùng kỳ lạ. Hai hàng lông mi tiêu phàm nhăn lại, không chút do dự mang, xích viêm thảo, trong tay đặt dưới chóp mũi cơ khinh xa một luồng linh khí sinh mạng cực kỳ tinh túy, tràn vào cơ thể cơ khinh xa. Cơ khinh xa mở hai mắt, cười gượng, sắc xanh trên mặt đã có phần chuyển sắc. Tô Nam Đại Sư gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Tiêu phàm quay đầu kêu to. Không nghi ngờ gì nữa, cơ khinh xa đã trúng hàng đầu. Ma Cưu đã ngã xuống chết, hiểu biết về hàng đầu, cả nước đan mạn chẳng ai có thể qua mặt Tô Nam. Tình hình của Tô Nam, so lúc nãy tốt hơn nhiều rồi, nhưng vẫn còn trọng thương, dần ngồi thẳng, nói khẽ. Tiêu phàm, người không cần lo lắng, hàng đầu trong người cơ tiểu thư không quá lợi hại. Nếu ta nhìn không lầm, vừa rồi tiêu chân nhân dường như đã dùng, càn khôn đỉnh, thu phục một phần tinh khí linh khu ma cưu, thứ đó, là thuốc tiên giải hàng đầu. Muốn giải hàng đầu, biện pháp trực tiếp nhất chính là hấp thụ tinh huyết của bản thân hàng đầu sư đã hạ nó. Xá bản quyền tê ịt ma cưu đã thối rửa, tinh khí linh khu cũng có hiệu quả tương tự, lúc còn sống Ma Cưu là hàng đầu sư mạnh nhất của nước Đan Mạn, tinh khí linh khu của ông ta giải trừ bất kể hàng đầu nào cũng có hiệu quả. Tiêu Phàm vừa nghe những lời đó, liền tế càn khôn đỉnh ra, dẫn tinh khí linh khu Ma Cưu ra, dần dần đưa vào cơ thể cơ khinh xa. Tô Nam ở một bên chỉ điểm bí quyết, chỉ chốc lát sau, sắc xanh trên gương mặt cơ khinh xa, liền bay đi mất. Được rồi, tôi không sao rồi. Cơ khinh xa tự nhiên cười nói, lập tức đứng thẳng người, rời khỏi ngực tiêu phàm nhìn vào xích viêm thảo trong tay tiêu phàm gương mặt đầy vẻ vui mừng cuối cùng cũng tới tay công đức viên mãn tiêu phàm thở phào nhẹ nhõm gật gù cười chuyến đi nam dương lần này thật không dễ dàng tô nam cũng nhìn xích viêm thảo ánh mắt lóe lên vẻ hâm mộ lập tức giấu đi suy nghĩ vừa rồi tiêu phàm đại chiến linh khu ma cư ông ta trông thấy rõ ràng đừng nói ông ta bây giờ trọng thương chưa hồi phục coi như khi tinh thần sung mãn chắc chắn cũng không phải là đối thủ của tiêu phàm. Điểm này, Tô Nam tâm lý nắm chắc. Đã như vậy, thì không còn gì phải thương nhớ, xích viêm thảo, nữa, không có gì đau lòng. Hơn nữa, Tô Nam cũng rất muốn kết bạn với tiêu phàm. Tiêu chân nhân, công hiệu của xích viêm thảo, cực kỳ mạnh, nếu vết thương của bạn ngươi không quá nghiêm trọng, thì thật là không dùng đến gốc xích viêm thảo. Tiêu chân nhân có thể dựa vào tình hình cụ thể mà dùng thuốc. Tô Nam nhắc nhở, ngữ khí thật chân thành. Tiêu phàm nhìn linh dược trong tay mình, mỉm cười, nói rằng. Cảm ơn tô nam giáo chủ chỉ điểm. Thật ra thì tiêu phàm có trình độ cao thâm trong việc sử dụng thuốc. Khi hắn trông thấy, xích viêm thảo cũng đã có hiểu biết nhiều về công hiệu của xích viêm thảo. Nên biết được những lời mà Tô Nam nói quả là lời thật lòng Không dám nhận là chỉ điểm Tô Nam đứng dậy, nhìn xung quanh Trong ánh mắt lộ lên vẻ cực kỳ phức tạp, nói Tiêu chân nhân, muốn xử lý Sơn Trang Ma Cưu như thế nào. Trải qua trận này, toàn bộ tinh anh của bất cổ phái đã tổn thất hoàn toàn, 15 vị hàng đầu sư, chỉ còn sót lại hai người. Cơ An Ni và Giang Trừng, do trọng thương chưa hồi phục, vẫn đang bế quan tu dưỡng, không tham gia trận chiến kịch liệt đêm nay, ngược lại tránh được một kiếp. Bất cổ phái, cực thịnh một thời nay đã tan thành mây khói, ngã xuống tiêu chuẩn trước khi ma cư quật khởi, nhiều lắm có thể so sánh với một môn phái hàng đầu trung đẳng mà thôi thế giới của hàng đầu sư, người giỏi được tôn vinh. Bất luận thời ma cư còn sống, bất cổ phái, là huy hoàng rực rỡ bực nào, hiện tại đều đã trở thành thiên cổ rồi. Đó còn phải xem tiêu phàm có cho phép họ tiếp tục tồn tại hay không. Trang viên ma cư giờ phút này đây, trước mặt tiêu phàm, cơ bản tương đương với không đề phòng. Tiêu phàm trầm mặc một chút, mới chậm rãi nói. Tô Nam Đại Sư, truyền nhân của bất cổ phái, vẫn nên tiếp tục, không chỉ hiện tại là như thế coi như tương lai tôi cũng hy vọng hương khói của môn phái này có thể vẫn tiếp diễn truy cùng g ta ít tận tuyệt đối không phải là tác phong của tiêu phàm song sau câu nói kia lại là nói cho tô nam nghe ma cư ngã xuống hai vị hàng đầu tiếng tăm cao ngang ngửa tô nam cũng đã ngã xuống tô nam đã là đệ nhất hàng đầu sư xứng đáng của nước đan mạn, được hoàng thất phong làm đại quốc sư chỉ là vấn đề thời gian Tiêu Phàm hy vọng Tô Nam sau khi nhận chức đại quốc sư, đừng cạn tàu giáo máng. Hai hàng lông mày Tô Nam trao nhẹ, từ tốn nói. Tiêu chân Nhân, từ góc độ của một hàng đầu sư, Tiêu chân Nhân làm như vậy, cũng không thể thực hiện. Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi qua rồi lại mọc. Tiêu Phàm đến từ nước hoa hạ xa xôi, gờ yêu ta ết, bất cổ phái, giết không còn manh giáp, bây giờ lại muốn giữ lại truyền nhân, không sợ tương lai một ngày nào đó, bất cổ phái, lại phất lên lần nữa, tìm ngươi báo thù sao. Nhưng đây chính là môn phái từng xuất hiện đại quốc sư. Khi ma cưu đại quốc sư không tu luyện, thiên quỷ hàng, trạng thái tinh thần cao độ, dẫu có là tiêu phàm, cũng không thể tuyệt đối nắm chắc phần thắng. Ai lại có thể đảm bảo, nhiều năm sau, bất cổ phái, không xuất hiện ma cưu thứ hai. Tiêu phàm lắc đầu, nói. Tô Nam Đại Sư, từ thời xa xưa của nước hoa hạ chúng tôi, có một loại luật cực kỳ tàn bạo, gọi là Chu Di Cửu Tộc. Không biết Tô Nam Đại Sư đã nghe qua chưa? Sắc mặt của Tô Nam Đại Sư dần thay đổi, nói. Có nghe thấy, nhưng không biết tiêu phàm vào lúc này đây đột nhiên nhắc đến Chu Di Cửu Tộc là có ý gì? Bạo quân hoặc quân phiệt thời xa xưa, sau khi đánh bại quân giặc, vì sợ con cháu họ báo thù, nên phải gỡ yêu ta ít sạch toàn bộ chín đời của họ. Tộc nam nhân, bất kể già trẻ lớn bé, cho dù là trẻ con còn mặc tả, cũng không tha thật ra đấy chỉ là mở ra một tiền lệ cực đoan ác liệt mà thôi. rất nhiều bạo quân chu di cửu tộc không được bao lâu cũng bị người khác chu di cửu tộc. người ta ít hắn không phải là đời sau của người đã từng bị hắn giết mà là một người không liên can. chu di cửu tộc giota ít cả gia đình quả thật là cách làm rất ngu xuẩn. ngoài việc kéo dài mối hận thù tự đào mồ chôn mình không còn tác dụng gì khác. kẻ mạnh chân chính không đáng làm thế tô nam do dự một hồi tự nhiên không tài nào hiểu nổi hàm ý trong từng câu nói của tiêu phàm nhưng tiêu phàm đã kiên quyết không tiêu diệt truyền nhân của ma cư tô nam cũng không nên kiên quyết dù sao hiện tại tiêu phàm mới là người chiến thắng tốt vậy tất cả theo ý tiêu chân nhân tô nam mỉm cười đáp chiều ngày kế tiếp sân bay lạc già trong phòng đợi vip khách quý rất đông một dương hành lý nhỏ đặt dưới chân tiêu phàm một đám người ngồi vây xung quanh một bên nói cười vui vẻ. Đã lấy được xích viêm thảo, tiêu phàm cực kỳ nhớ nhà. Lúc rời khỏi, Lâm Thanh Loan cho hắn thời hạn một tháng, chỉ còn không tới một tuần nữa thôi, phải bắt kịp thời gian quay về, pha chế thuốc cho Tân Lâm. Không biết thế nào mà thời tiết đại dương thay đổi thất thường không thể suy đoán được, bờ biển bỗng nhiên đổ mưa bão, chuyến bay bị tạm hoãn. Đành phải ngồi đây trò chuyện tán dóc với bạn bè, trong phòng khách quý này, quả thật là tập trung rất nhiều nhân vật lãnh tụ nổi danh nhất của thành lạc gia cha con Hoàng Thanh Vân Hoàng Cao Huy mất tích nhiều ngày, thình lình ngồi đây. Hoàng Dũng Huy ngồi bên cạnh anh cả, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Phạm Linh ngồi cạnh bên, cả gương mặt tràn đầy vẻ nhẹ nhõm. Anh ta cuối cùng cũng có thể dỡ xuống trọng trách nặng như thiên quân CEO của tập đoàn Hoàng Thị. CEO của một công ty lớn, quả thật không phải ai cũng có thể đảm nhận. Phía trái Hoàng Thanh Vân là Phạm Nhạc mặc đồ Tây, giày Tây. Xin tiêu chân nhân yên tâm, hoàng gia chúng tôi sẽ toàn lực ứng phó, hỗ trợ ngài Phạm Nhạc, thuận lợi hoàn thành giao nhận. Hoàng Thanh Vân hướng về tiêu phàm khom khom người, kính cẩn nói. Trước mỗi lần nói chuyện với tiêu phàm, Hoàng Thanh Vân đều phải làm những hành động tương tự lặp lại, để biểu thị sự kính trọng vô bờ bến đối với tiêu phàm. Nếu không có tiêu phàm, ông ấy và con trai, lúc này đây đã không còn trên đời nữa. Tập đoàn Hoàng thị sản nghiệp lớn như vậy, cũng sẽ bị Phạm Anh từng bước từng bước nuốt chừng, cuối cùng tiêu vong may mắn còn sót lại đứa con trai nhỏ Hoàng Dũng Huy. Chỉ sợ tới khi đó, cũng không giữ nổi tính mạng. Tiêu phàm với Hoàng gia, có ơn cứu sống. Huống hồ, đây là một cường nhân đánh bại ma cưu đại quốc sư. Ở Nam Dương, ở nước Đan Mạn, ở Thành Lạc Già, còn có ai dám không tỏ ý kính trọng một cường nhân như vậy chứ? Hai hàng lông mày phạm nhạc, lén trao lại. Nói thật, mấy năm qua, anh ta đã quen với cuộc sống ở bên cạnh cơ khinh xa, đối với tài sản bạc triệu của gia đình mà vô số người ngưỡng mộ, thái độ của Phạm Nhạc cực kỳ nhạt. Anh ta đã bày tỏ thái độ rõ ràng với cơ khinh xa, vẫn nguyện lòng ở bên cạnh cô, tiếp tục làm vệ sĩ của cô. Gia tài của Phạm gia, tình nguyện cho Phạm Linh kế thừa. Cơ khinh xa không đồng ý. Cô không thể ích kỷ như vậy. Quan trọng nhất là, Phạm Anh chết bất đắc kỳ tử, nhà họ Phạm hiện giờ như rồng mất đầu, hỗn loạn. Gánh nặng ngàn cân này, Phạm Linh tuyệt đối không đảm đương được. Tài sản gia đình cả bạc triệu giao cho cô ấy, không phải là tốt với cô ấy, mà là hại cô ấy. Để cho cô ấy và Hoàng Dũng Huy xây dựng gia đình nhỏ, thanh thản sống những ngày tháng bình an, chẳng phải là tốt sao. Cảm ơn Hoàng Tiên Sinh. Tiêu Phạm mỉm cười gật đầu thăm hỏi Hoàng Thanh Vân, ánh mắt lướt qua Phạm Nhạc, bất chợt như đi guốc trong lòng anh ta. Phạm Nhạc, mặt mày đừng nhăn nhó thế chứ, cho dù đến lúc nào đi nữa, chúng ta đều sẽ là bạn. Hơn nữa, có tiền hoàn toàn không phải là việc xấu, của cải có chỉ cần sử dụng hợp lý, có thể giúp đỡ nhiều người. Lời nói này, quả thật xuất phát từ đáy lòng tiêu phàm. Hành trình đến Nam Dương lần này, cơ khinh xa và phạm nhạc, cùng hắn vào sinh ra tử, nói một tiếng, bạn bè, không phải là quá. Phạm nhạc gật gật đầu, tâm trạng thoải mái đôi chút. Một chút, phát thanh phi trường phát thông báo lên máy bay, Người phục vụ mặc đồng phục xinh xắn lên phía trước dẫn khách quý lên máy bay. Cơ Khinh Sa giơ tay về hướng Phạm Nhạc, thản nhiên nói rằng: "Phạm Nhạc, trước đây chúng ta là bạn, bây giờ là bạn, sau này vẫn là bạn. Đợi ta xử lý xong việc bên này, tôi sẽ đi thiết môn tìm cô." Phạm Nhạc giơ tay nắm chặt tay cô, nói, giọng điệu bình thản, giống như đang thuật lại một việc đạo lý cực kỳ thường tình. Cơ Khinh Sa ngẩn người ra, cười rồi lắc nhẹ đầu. Phạm Nhạc này cũng là một gã cứng đầu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 555.